Chào các bạn nha, thì không biết là tôi nói các bạn có nghe rõ không nhỉ? Dạ nghe anh ơi. Rồi, ok ha. Thì bây giờ là đúng 2 giờ ha, cho nên là mình sẽ tiến hành mình bắt đầu ha. Thì tôi có chia sẻ cái slide lên rồi đó, thì không biết các bạn có thấy chưa? Dạ rồi ạ. Ok ha, thôi mình bắt đầu ha. Rồi, mình bắt đầu để có gì mình có thể nghỉ sớm ha. Rồi thì đầu tiên là mình dành ra khoảng một vài phút để mình hỏi lại các bạn chút xíu là bữa hôm trước tôi hướng dẫn các bạn là hai cái bài, một bài là xúc tác sinh học, hai là vài bài chuyển hóa năng lượng. Thì không biết rằng các bạn có câu hỏi nào cho hai bài đó không? Tại bởi vì là tôi chỉ gặp các bạn có hai buổi thôi ha. Buổi trước là hai bài, bữa nay chúng ta sẽ đi qua phần chuyển hóa lipid nữa, là chúng ta sẽ không có gặp nhau nữa. Cho nên rằng là nếu như trước khi vào buổi ngày hôm nay thì các bạn có câu hỏi nào cho phần bài lần trước thì các bạn có thể hỏi tôi ha. Rồi, nếu như mà các bạn chưa có câu hỏi hoặc là các bạn không có câu hỏi thì mình sẽ bắt đầu học buổi ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là về phần là chuyển hóa một trong những cái hợp chất cơ bản của hóa sinh, đó chính là về lipid ha. Thì mỗi khi mà nhắc tới về chuyển hóa của một hợp chất trong cơ thể của chúng ta, nó sẽ chia ra làm hai phần ha. Một là thái hóa và thứ hai là tổng hợp. Thì cũng giống như lần trước ha, trước khi bước vào một bài giảng thì mình sẽ đi qua cái phần mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Thì mục tiêu của ngày hôm nay trong thời gian một buổi chiều thì chúng ta chỉ có thể thông qua được là các nội dung hiện trên slide. Thứ nhất là các bạn phải trình bày được cái quá trình tiêu hóa lipid. Thứ hai là quá trình hình thành và chuyển hóa các phân tử lipoprotein. Thứ ba là các bước chính trong quá trình thái hóa axit béo. Thứ tư là các bước chính trong quá trình tổng hợp axit béo. Và thứ năm đó chính là trình bày được mối liên quan giữa gluco, lipid và thể ketone trong vấn đề sử dụng năng lượng của cơ thể. Đây chính là năm mục tiêu chính của chiều ngày hôm nay ha. Rồi, đầu tiên để mình nói về quá trình mà tiêu hóa lipid thì thật ra thì các bạn cũng đã học vào chuyển hóa của một số chất rồi. Thì đối với mà chuyển hóa lipid cũng tương tự như vậy, là nghĩa là chúng ta cứ tưởng tượng là sẽ đi ăn đi, thì trong khẩu phần ăn của chúng ta, ví dụ như chúng ta ăn một phần cơm sườn có mỡ hành nè, hoặc là một phô phở tái béo, thì cái phần mà chất béo nằm trong cái khẩu phần ăn đó đó chính là cái thành phần lipid ha. Thì như vậy thì ngày hôm nay sau cái buổi này thì các bạn sẽ được hiểu là cái lipid đó khi chúng ta ăn vào thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra trong cơ thể của chúng ta, và cơ thể chúng ta đã làm những gì để mà có thể thu nhận được cái lipid đó, để mà sử dụng cái nguồn năng lượng lipid đó phục vụ cho nhu cầu của cơ thể. Thì á, quá trình mà tiêu hóa lipid thì lipid trong thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày á, thì chiếm tỷ lệ lớn, đó chính là chi acyl glycerol, một tên gọi khác đó chính là chi glycerid và viết tắt bằng hai chữ là T và G. Đây là thành phần chính chủ yếu trong cái lipid trong thức ăn. Ngoài cái chi glycerid ra thì trong khẩu phần ăn của chúng ta còn có một phần chất béo khác, đó chính là phospholipids, cholesterol và cholesterol ester. À, về cấu trúc hóa học của thác chất này đã được học ở trong cái phần là đại cương về hóa học của các chất cơ bản rồi, nên tôi sẽ không nhắc lại phần này nữa. Rồi, thì cũng giống như là bài xúc tác sinh học tôi đã nói rồi ha, đó chính là một trong những đặc tính quan trọng của enzyme, đó chính là tính đặc hiệu về mặt cơ chất, và đó tính là tính đặc hiệu một cách tuyệt đối luôn. Do đó, đối với mỗi loại lipid được kể ở trên sẽ có một cái enzyme chuyên biệt để phân giải nó. Rồi, thì ở trên dựa vào cái phần mà mô tả một số thành phần nhóm lipid chính có trong khẩu phần ăn của chúng ta thì chúng ta có thể chia làm ba nhóm lớn. Một là nhóm chi acyl glycerol hay còn gọi là chi glycerid. Cái thứ hai đó là cholesterol ester và thứ ba chính là phospholipid. Thì cái enzyme mà dùng để thủy phân chi acyl glycerol, người ta gọi enzyme nhóm đó chung là nhóm lipase ha. Còn cái nhóm thứ hai là cholesterol ester thì để thủy phân cái liên kết ester thuộc cholesterol thì cái tên enzyme nó sẽ là cholesterol esterase, và đối với nhóm phospholipid thì nó sẽ có tên đặc biệt hơn, đó chính là lysophospholipase. À, tùy thuộc vào cái nhóm lyso đó là lyso mấy, có thể là A1, A2 hoặc A3. Như vậy, mình có thể nhìn chung ra đây chính là cái khái niệm cơ bản nhất về tính riêng biệt cũng như là tính đặc hiệu của enzyme đối với từng loại cơ chất khác nhau.
Ha, rồi như vậy thì chúng ta cần nhớ cái gì? Các bạn nhớ giúp tôi hai chuyện. Chuyện đầu tiên đó chính là cái enzyme thủy phân cho từng loại chất. Ở đây có 3 loại enzyme các bạn phải nhớ tên ha: lipa, estera và lysophospholipa. Ha. Cái thứ hai đó chính là cái sản phẩm mà được tạo ra thành. Bởi vì nếu như các bạn biết được rằng là chi acyl glycerol đó thì cái gốc mà axit béo ở phía sau nó sẽ rất là đa dạng, nó sẽ dao động là từ 4C cho tới thậm chí là tới vài chục C, nghĩa là cái chiều dài mạch carbon đó các bạn. Cho nên rằng để các bạn nhớ chính xác thì bạn rất là khó, cho nên là các bạn chỉ cần nhớ tôi cái phần công thức và tên gọi chính của nhóm đó là được ha. Thì lát hỏi cái phần mà tên gọi và cái nhóm chất chính nó sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Rồi, khi mà chúng ta ăn thức ăn mà có chứa chất béo á, thì chất béo chúng ta sẽ di chuyển vào phần thực quản và phần dạ dày. Thì hầu như ở người trưởng thành thì không có enzyme tiêu hóa lipid nào một cách cụ thể và hiệu quả ha, cụ thể và hiệu quả ở vùng miệng, thực quản và dạ dày dành cho chất béo. Tôi nói ở đây là các bạn cho nhấn mạnh là ở người trưởng thành nha, còn riêng ở đối tượng là trẻ em á, hoặc là trẻ sơ sinh á, thì thực tế ra vẫn có một số loại enzyme nó đóng vai trò giúp tiêu hóa ở vùng miệng và vùng dạ dày, tuy nhiên nó chỉ phù hợp đối với những đứa trẻ mà khi sinh ra cái nguồn, nghĩa là cái hệ thống tiêu hóa nó chưa hoạt động một cách hoàn chỉnh là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó dành chuyên biệt cho những nguồn lipid mà cung cấp qua đường sữa mẹ thôi, thì nó phục vụ cho chuyện đó. Và khi ở người trưởng thành thì cho chúng ta có một chế độ ăn hoàn toàn khác và cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta đã hoàn thiện, thì những cái enzyme đó gần như là nó không còn mang ý nghĩa giá trị về sinh học nữa là thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là do chúng ta không còn nhu cầu xài, cho nên là bạn vị trí đóng góp của nó rất ít nên không đề cập tới trong bộ slide này. Do đó khi các bạn đọc sách thì cho nên lỡ mà các bạn đọc một cái phần tài liệu ghi rằng là có những loại enzyme khác ở vùng miệng hoặc là vùng dạ dày có khả năng tiêu hóa được lipid thì không phải là do chúng tôi hướng dẫn các bạn sai, mà chẳng qua là đây là dành cho người trưởng thành. Mình đang nói ở khía cạnh là người trưởng thành, thì đối với thực quản và dạ dày thì hầu như không có enzyme nào tiêu hóa lipid một cách hiệu quả và cụ thể ha. Và quá trình tiêu hóa lipid ở người trưởng thành chỉ thực sự diễn ra khi bước vào bên trong tá tràng. À, vậy thì bên trong tá tràng cái chuyện gì nó đã diễn ra mà khiến cho lipid của chúng ta có khả năng được tiêu hóa và hấp thụ vào bên trong cơ thể? Thì có một cái thí nghiệm hồi trước nhỏ mà chúng ta thường được biết tới, đó chính là khi chúng ta lấy một cái ly nước, chúng ta nhỏ những giọt dầu vào bên trong cái ly nước đó, thì các bạn nhỏ từng giọt dầu vào, thì sau một hồi bạn có lượng dầu bạn đủ, bạn sẽ thấy là các phân tử dầu á, nó sẽ tìm đến nhau và nó liên kết với nhau và nó phân tách cái ly của các bạn ra rằng là phần dầu riêng và phần nước riêng. Do đó, khi khẩu phần ăn của chúng ta có nhiều chất béo, nó có thể làm rải rác, nhưng khi nhờ cái cơ chế mà nhào trộn nè, trong cái ví dụ chúng ta nhai là chúng ta nuốt, rồi trong dạ dày ta co bóp nhào trộn lại, thì các thành phần lipid này nó cũng sẽ có xu hướng là gì? Tính kỵ nước sẽ đi cùng với nhau, nó sẽ tìm đến nhau và nó liên kết với nhau. Và khi mà nó liên kết với nhau như vậy rồi thì nó sẽ tạo liên kết khá là vững chắc và nó không tạo điều kiện cho các enzyme tiêu hóa có khả năng tiếp cận được. Như vậy ở những cái nơi khác trên cơ thể như là thực quản, dạ dày thì không có cái yếu tố nào giúp khả năng phân tách các giọt mỡ, giọt dầu bự thành những cái phân tử nhỏ để cho enzyme tiếp xúc được hết. Thì lúc này khi ở tại tá tràng nha, thì bắt đầu có sự tham gia của dịch mật và muối mật. Thì dịch mật và muối mật nó sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, đó chính là nhũ tương hóa lipid, tức có nghĩa là từ một giọt dầu bự liên kết với nhau rất là chắc, nó bắt đầu nó phân tán ra, nó làm hòa tan cái giọt dầu đó ra thành những giọt dầu nhỏ hơn, và những giọt dầu nhỏ hơn này bắt đầu liên kết, nó mới bộc lộ ra rõ các phân tử được thể hiện rõ trên cấu trúc không gian 3 chiều. Và lúc này các enzyme thủy phân lipid là gồm có lipa dành cho triglycerid, cholesterol estera dành cho cholesterol ester và lysophospholipa dành cho phospholipid, nó mới tiến lại gần và bắt đầu thủy phân các chất béo đó. Do đó, giải thích được lý do vì sao mà quá trình tiêu hóa lipid chỉ thật sự diễn ra ở tại tá tràng. Và câu phát biểu này là câu phát biểu đúng ha. Và cái lý do, các bạn nhớ giúp tôi, đó chính là do sự tham gia của dịch mật và muối mật. Ha. Rồi. Cụ thể thì các bạn cần phải nhớ cho tôi là khi mà dịch tiêu hóa xuống tới tá tràng ha, chưa tá tràng hồi nãy mình đã nói rồi, dạ dày thực quản là không có chuyện gì diễn ra cả. Khi xuống tới tá tràng thì do cái pH của từ dạ dày á, sẽ kích thích tá tràng tiết ra một loại hormone người ta gọi là cholecystokinin. Cái này là cái hormone đầu tiên mà các bạn cần phải nhớ và đóng vai trò cực
kỳ chủ chốt trong quá trình chuyển hóa chất béo. Do đó khi các bạn đọc câu hỏi trắc nghiệm, nếu như tôi hỏi các bạn như sau, enzyme nào sau đây đóng vai trò thủy phân các liên kết trong các phân tử lipid, thì cholecystokinin là một đáp án sai. Nhưng tôi nói câu hỏi đó tôi đổi một chút xíu là enzyme nào đóng vai trò chủ chốt trong quá trình điều hòa việc tiêu hóa lipid, thì cholecystokinin là đáp án đúng. Ha, đây là dạng câu hỏi đầu tiên các bạn cần phải nhớ ha. Vậy thì cholecystokinin nó làm chuyện gì? Nó sẽ kích thích sự co bóp của muối mật để mà tiết ra muối mật, và đồng thời nó cũng kích thích luôn tuyến tụy tiết ra các loại enzyme dùng để thủy phân chất béo. À, cho nên là nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng, bởi vì nó là đứng đầu dòng thác và tín hiệu để cho cholecystokinin được tiết ra là gì? Nó chính là pH từ dịch dạ dày. À, nghĩa là tính axit của dạ dày sẽ kích thích cholecystokinin được tiết ra. À, đây là cái ý đầu tiên mà các bạn cần phải nắm. Rồi. Rồi, khi mà bắt đầu các bạn nhìn xuống ở đây nè, các bạn nhìn xuống ở phía đây, đây là cái sơ đồ ha, thì ở phía bên tay trái đó là những gì mà chúng ta sẽ diễn ra, phía bên tay phải đó chính là cái thành phần sản phẩm mà các bạn cần phải nhớ. Khi các bạn cần phải nhớ thì đầu tiên cái sản phẩm đầu tiên cần phải nhớ đó chính là các bạn nhìn giúp tôi ha, các bạn nhìn giúp tôi vào cái ô đầu tiên ha, ô màu vàng đầu tiên chúng ta có cholesterol ester, thì sẽ được cholesterol estera thủy phân, và khi thủy phân ra nó sẽ tạo ra hai loại sản phẩm là axit béo tự do kết hợp với lại cholesterol. Đối với cái loại enzyme mà là lipa thì khi mà thủy phân nó sẽ cắt hai cái axit béo tự do tại vị trí C1 và C3, và nó tạo ra một cái hợp chất còn gắn lại ở vị trí C2, đó chính là hai monoacyl glycerol. Ha, các bạn nhìn giúp tôi cái hình 1K ở phía dưới ha, là tôi đang mô tả chuyện đó ha. Các bạn nhớ ý thứ hai các bạn cần phải nhớ đó là cái gì? Đó chính là cái glycerol chỉ cắt được hai vị trí axit béo tại C1 và C3, không bao giờ cắt được tại vị trí C2. Muốn cắt tiếp tại vị trí C2 nó phải có một loại enzyme khác để chuyển cái mạch từ C2 đó lên vị trí C1 hoặc C3 thì nó mới cắt được ha. Cho nên cái câu hỏi rồi phần này các bạn nhớ lựa chọn đừng có sai nha. Khi tôi hỏi các bạn rằng là enzyme lipa khi thủy phân glycerol tạo ra được sản phẩm nào sau đây, thì các bạn nhớ là các bạn phải nhớ có đáp án là hai monoacyl glycerol. À, bạn nhớ ha, vị trí số 2 C2 là mình không cắt được. Nhớ giúp tôi ha. Rồi, sau khi mà chúng ta đã cắt ra được như vậy rồi, sau khi chúng ta đã cắt ra được như vậy rồi ha, thì á trước khi mà chúng ta muốn cắt được á, thì tôi nhắc lại về cái vai trò của muối mật. Thì chúng bạn thấy hình là gì? Đó chính là chúng ta có một giọt dầu rất là lớn, do tính chất mà nó những tính mà kỵ nước sẽ đi tìm nhau và nó tạo ra một giọt dầu, giọt lipid rất là lớn. Như vậy thì enzyme chúng ta coi như là bó tay, không làm được chuyện gì cả. Thì lúc này enzyme nhờ tác động muối mật nó sẽ tách cái giọt dầu bự này thành những giọt dầu nhỏ hơn và di chuyển được ở bên trong lòng ống tiêu hóa và tiếp cận với cái thành phần enzyme để mà thủy phân cái chất đó. Rồi, cái phần này là cái phần mà tôi mô tả lại ha, phần mô tả lại thì các bạn có thể đọc thêm ở trong slide ha, nhắc đi nhắc lại ha, là C1 và C3 là sẽ bị cắt đi, C2 là còn y nguyên nha các bạn. Rồi, khi mà chúng ta bị cắt ra như vậy á, bị cắt ra như vậy thành những cái thành phần nhỏ hơn là gồm có hai monoacyl glycerol nè, axit béo tự do nè, phospholipid và cholesterol, thì nó sẽ liên kết với lại cái muối mật mà đã nhũ tương hóa đó, và cái cấu trúc đó người ta gọi là cấu trúc micelle. Thì cái micelle này anh sẽ di chuyển tới bờ bàn chải của tế bào ruột non, hay là tới bờ bàn chải của tế bào ruột non, và khi mà tới bờ bàn chải bào ruột non do các thành phần mà ảnh tiêu hóa và ảnh mang theo nó là những chất kỵ nước, thì những thành phần này sẽ được hòa nhập vào màng và di chuyển vào bên trong tế bào ruột non. Còn riêng anh muối mật ảnh không được hấp thụ vào nha. Cái ý này là các bạn phải cực kỳ nhớ tôi để tránh trách nhiệm khác, tránh bị sai nha. Nghĩa là sao? Nghĩa là micelle nó sẽ gồm có hai thành phần ha, là các thành phần tiêu hóa của chất béo, gồm có các thành phần tôi có liệt kê đây nè, là hai monoacyl glycerol, axit béo tự do, phospholipid và cholesterol ha, được vận chuyển cùng với lại muối mật. Nhưng khi tới bờ bàn chải tế bào ruột non thì cái thành phần đi vào bên trong tế bào ruột non không bao gồm muối mật nha các bạn. Muối mật sẽ không đi vào bờ bàn chải ruột non mà nó sẽ di chuyển tiếp tới cái hàng hỏng tràng ha, rồi nó sẽ trở về gan, mà người ta gọi là chu trình gan ruột, khoảng 95% sẽ là về lại gan, còn 5% sẽ theo đường phân ra môi trường bên ngoài. Cho nên nhớ nha, câu hỏi trắc nghiệm nếu như mà các bạn đọc một câu đó chính là muối mật được hấp thụ tại bờ bàn chải tế bào non, thì đáp án là đáp án sai nha các bạn. Nhớ đừng nhớ cái hình này và đáp án là đáp án sai, các bạn nhớ gì đó ha. Rồi,
Khi mà tại bên trong tế bào ruột non đó các bạn, tại bên trong tế bào ruột non á, thì lúc này tế bào ruột non nó làm lại một chuyện, đó là từ những cái đơn phân mà nó hấp thụ, đơn phân mà hấp thụ được phân hủy thì nó lại tổng hợp ngược lại thành một cấu trúc đại phân tử. À, cấu trúc phân tử là sao? Nghĩa là từ axit béo tự do nó sẽ liên kết ngược lại với lại hai monoacylglycerol acidicerol để tạo thành triglyceride. Cholesterol nó sẽ liên kết lại với axit béo tự do tạo thành cholesterol ester. Để làm chi? Bởi vì các bạn phải hình dung là như thế này, nghĩa là chúng ta có một cái vật chất, chúng ta có một vật chất ha, một vật chất nó không có khả năng di chuyển được trong dòng máu và cũng như trong lòng ống tiêu hóa, khả năng hấp thụ rất là kém. Thì như vậy chúng ta cần phải có một cái phương thức vận chuyển. Đối với phương thức vận chuyển ở bên trong lòng ống tiêu hóa, đó chính là nhờ liên kết với mũi mật, tại vì nó phải có thành phần ưu nước và kỵ nước mới di chuyển được. Thì khi mà hấp thụ vào bên trong tế bào ruột non rồi thì ruột non không thể nào lấy toàn bộ sản phẩm đó đi vào trong máu được. Tại vì sao? Tại khi vào trong máu các chất béo nó sẽ lại liên kết với nhau, bởi vì nó không có thành phần vận chuyển. Mà nếu như chúng ta để y xì như vậy mà đi vào trong máu thì nó sẽ gây hiện tượng tắc mạch, tại vì dòng máu của chúng ta nó sẽ không có nào mà nó trung hòa được cái tính mà kỵ nước của axit béo hết, của chất béo hết, dẫn tới là các chất béo sẽ cùng nhau tích tụ và gây tắc mạch, gây thêm tình trạng là thuyên tắc, dẫn tới tình trạng tử vong. Do đó phải cần có một cái phương thức khác để vận chuyển chất béo ở trong lòng máu. À, là ý thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không hấp thụ trực tiếp vào trong lòng máu, và chúng ta sẽ hấp thụ vào bên trong cái lòng ống dưỡng chất trước, bởi vì cái lòng ống nó bự hơn để hấp thụ. Nhưng mà cái phần đó thì các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn ở về phần sinh lý nên tôi không đề cập sâu ở vấn đề này, mà tôi chỉ nói rằng là bởi vì trong máu chúng ta cần một cách vận chuyển khác mà cũng phải đảm bảo rằng là vận chuyển được và phải có tính ưa nước. Do đó tế bào ruột non buộc lòng phải tổng hợp ngược lại các thành phần chất béo và đóng gói nó trong một cái cấu trúc, làm sao đó mà nó có khả năng ưa nước di chuyển được ở trong máu để tránh tình trạng tắc nghẽn. Và cấu trúc đó người ta gọi là lipoprotein. Thì tại ruột non, lipoprotein đầu tiên được tổng hợp đó chính là cyclomicron. Còn lipoprotein nó là cái gì, là phía dưới kia mình sẽ nói rõ hơn. Rồi, như vậy là tôi đã tóm gọn lại cho các bạn, là cũng như giới thiệu cho các bạn gần như là tổng quan bức chăm về quá trình tiêu hóa lipid ha. Thì tôi sẽ nhắc lại, đầu tiên khi mà chúng ta ăn một loại thực phẩm có chứa chất béo thì ở người trưởng thành hầu như ở vùng miệng, thực quản và dạ dày quá trình tiêu hóa lipid gần như không diễn ra, cho tới khi lipid vào bên trong tá tràng thì nhờ axit dịch vị của dạ dày sẽ kích thích tá tràng tiết ra một loại hormone người ta gọi là cholecystokinin, đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hòa hoạt động của quá trình tiêu hóa lipid. Thì cholecystokinin này nó làm chuyện gì? Nó làm hai chuyện ha. Thứ nhất là kích thích sự co bóp của túi mật để mà tiết ra muối mật và dịch mật, giúp nhũ tương hóa lipid. Nhũ tương hóa đó chính là biến một cái giọt dầu bự thành những giọt dầu nhỏ, tạo điều kiện cho các enzyme tiêu hóa lipid có khả năng tạo liên kết. Cái thứ hai đó chính là sẽ kích thích tuyến tụy tiết ra các loại enzyme có khả năng thủy phân chất béo. Triglyceride sẽ có enzyme lipase, cholesterol ester sẽ có cholesterol estera, phospholipid sẽ có là lysophospholipase. Và từng tùy loại sản phẩm kết hợp với lại muối mật, nó sẽ tạo thành một cấu trúc gọi là micelle. Micelle này sẽ di chuyển trên trong lòng ống tiêu hóa tới bờ bàng chải tế bào ruột non, thì nó sẽ cho nhập vào hết tất cả các thành phần là chất béo vào bên trong ruột non. Còn muối mật sẽ tiếp tục di chuyển tới phần hồi tràng và được tái hấp thu ngược trở lại, quay trở về gan. Người ta gọi đó là chu trình gan ruột ha. Tại bên trong tế bào ruột non thì các chất béo sẽ được tái cấu trúc và tổng hợp lại thành các đại phân tử và đóng gói trong một cái phương thức vận chuyển mới ở bên trong lòng mạch ống dưỡng chất cũng như trong lòng máu để tránh tình trạng thuyên tắc. Cấu trúc đó người ta gọi là cyclomicron, là lipoprotein đầu tiên được tổng hợp tại ruột non. Rồi, đó là chúng ta đi qua cái phần đầu tiên mặt tiêu hóa. Các bạn có thắc mắc gì hay không? Thầy ơi, Ừ, em hỏi đi. thầy có thể nói lại cái chỗ mà hoặc cái khúc mà axit béo tự do với lại hai monoacyl glycerol rồi kết hợp lại lại thành cái đại phân tử rồi sau đó là dạ đúng rồi khúc này nè. Khúc này ha, nghĩa là ban đầu chúng ta có cấu trúc micelle, đồng ý không? Micelle nó sẽ cho tất cả cái màu đen, chữ màu đen nè, nằm ở phía bên tay trái. Em thấy không? Là gồm có những chất béo là vitamin, hai monoacylglycerol,
các axit béo có thể là mạch dài và cholesterol, nghĩa là cái phần này là micelle nó di chuyển tới bờ bàn giấy bạch cầu non và cái này sẽ được nhập vào vào bên trong bạch cầu non. Đồng ý không? Tới đây đồng ý ha. Rồi, sau đó bởi vì nếu như nó di chuyển toàn bộ cái này luôn mà vào bên trong lòng ống dưỡng chất hoặc là vào bên trong mạch máu thì sẽ gây thuyên tắc mạch. Do đó, để mà vận chuyển được nhiều, nó sẽ tổng hợp ngược lại thành các cấu trúc đại phân tử và đóng gói nó vào một bên trong một cấu trúc có khả năng di chuyển được ở bên trong máu mà không gây tình trạng tắc nghẽn. Cấu trúc đó người ta gọi là lipoprotein. À, nó gồm có là phần lipid và phần protein. Phần lipid kỹ nước sẽ được đưa vào bên trong, còn phần protein ưa nước sẽ được vào bên ngoài và nó sẽ tổng hợp lại thành các cấu trúc. Thứ nhất là chiacylglycerol. Chiacylglycerol này làm sao? Nghĩa là nó sự liên kết của ngược lại của hai monoacylglycerol với các axit béo. Tại vì sao? Khi mà nó cắt, nãy em nhớ tôi nói cắt không? Nó cắt tại C1, C3, nó còn tại C2, nghĩa là nó còn cái mạch axit béo tại C2. Như vậy nó chỉ cần hai cái mạch axit béo tại C1, C3 thôi thì nó lấy từ cái axit béo tự do đã phân thủy phân trước đó. Cholesterol muốn thành cholesterol ester thì nó chỉ cần cái axit béo tự do và tạo liên kết ester là coi như xong. Và tất cả điều đó được đóng gói vào bên trong cái lõi kỵ nước của cấu trúc lipoprotein. Và lipoprotein này có khả năng đi được ở bên trong dòng máu và ở tại ruột non chỉ tổng hợp một loại ngay trong quá trình ngoại sinh mà chiếm tỷ lệ cao nhất liên quan đến tiêu hóa, đó là cyclomicron. Và cyclomicron đó chính là cái lipoprotein đầu tiên mà chúng ta sẽ được nhắc tới trong bài học ngày hôm nay, đặc biệt liên quan tới quá trình tiêu hóa. Rồi, tôi hết cho ba em vậy, em đã nắm được chưa? Dạ được, em cảm ơn thầy. Ok ha, rồi, có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Mình đi tới đâu mình chốt cái đó ha, để mình về nhà mình đọc sách mình khỏe hơn nha các bạn. Ha, nhắc lại ha, cái tên sản phẩm của quá trình thủy phân là những cục màu đen nè, là các bạn phải nhớ ha. Rồi cái thứ hai là các bạn nhớ giúp tôi là một số cái tên enzyme ha và sản phẩm tương ứng với lại cái đó là cái gì ha. Tại vì cái này nó những cái chi tiết nhỏ nhỏ mà mình có thể mình học được ha. Rồi, nếu như các bạn chưa có câu hỏi thì mình sẽ sang phần tiếp theo ha. Rồi, như vậy cái phần trước chúng ta đã ngưng tại cái lipoprotein, đó chính là cyclomicron được tổng hợp tại cái anh ruột non ha, và nhiệm vụ của nó là gì? Đơn giản là một phương thức vận chuyển lipid ở bên trong tuần hoàn để tránh tình trạng tắc mạch thôi. Và nghe từ cái tên nãy tôi nói rồi, nó gồm có hai phần là phần lipid và phần protein ha. Thì cụ thể là gì? Đó chính là một cấu trúc hình cầu, bề mặt bên ngoài là tính ưa nước, mà ưa nước thì phải là protein ha, thì nó sẽ là phần ưa nước. Bởi vì protein nó có hai cái đầu là đầu N và đầu C, một cái đầu nó là NH2 cũng ưa nước, một cái đầu là COH là cũng mang tính chất phân ly do tính chất axit, cho nên rằng nó có khả năng ưa nước. Ha. Rồi, cái thứ hai nữa là cái gì? Đó chính là cái phần kỵ nước, nó không có đi di chuyển được trong lòng mạch, sẽ rẽ hướng vào bên trong, này gọi là bên lõi, ha, bên lõi. Còn cái phần mà bên ngoài, phần vỏ đó, thì nó sẽ đóng vai trò là phần ưa nước để mà có khả năng di chuyển được. Và chính là bởi vì là nó ưa nước và nó là phần vỏ bên ngoài, cho nên người ta có thể nhận diện nó. Người ta sẽ nhận diện một cái chất dựa vào thứ nhất là phân tích vùng lõi, hai là phân tích vùng vỏ. Thì nó có hai phần là phần vỏ và lõi, gì thì mình phân biệt được anh A khác với anh B như thế nào thì sẽ bằng tính chất là cái lõi ảnh khác như thế nào, cái vỏ ảnh khác như thế nào. Rồi, đây là một cái hình vẽ, mới là một cái hình vẽ để mô tả cái cấu trúc, mô tả cái cấu trúc của một phân tử lipoprotein ha. Nhắc lại, phần lõi bên trong đó chính là các thành phần chất béo, phần vỏ bên ngoài cũng như là cái cách nhận diện của chúng ta đối với cái phân tử này dựa vào cái protein nằm bên trên bề mặt. Rồi, chức năng của apoprotein đó chính là cái thành phần protein nằm trên bề mặt á, thì nó có một cái tên khác người ta gọi là apoprotein, thì nó sẽ có 3 chức năng ha. Chức năng đầu tiên, hiển nhiên, đó chính là tạo thuận lợi cho sự vận chuyển của các hạt lipoprotein trong máu. Cái thứ hai, nó ở bên ngoài mà, cho nên nó có khả năng liên kết với các tế bào và trở thành vị trí nhận diện của từng loại lipoprotein khác nhau trong cơ thể đối với tế bào gan và các tế bào mô khác. Và cái thứ ba, bởi vì nằm bên ngoài luôn, cho nó sẽ đóng vai trò luôn là hoạt hóa hoặc là giúp thủy phân các thành phần chất béo nằm ở bên trong lòng nó mang theo. Ha, nghĩa là sao? Nghĩa là tôi có một cái giọt dầu rất là bự, giọt dầu này ví dụ như là tôi cần sử dụng chất béo tại mô cơ, như này mô cơ tôi đang bị thiếu năng lượng, thì anh này sẽ di chuyển tới tế bào cơ sẽ không biết nhận biết được là anh này có chất béo hay không, nhưng mà nhờ các protein bên ngoài bộc lộ một cái vị trí mà
tế bào cơ có thể nhận diện được. Tế bào cơ sẽ gắn vào nó và kích hoạt cái enzyme giúp thủy phân chất béo, và lúc đó chất béo sẽ được di chuyển từ bên trong lõi của liberin vào bên trong tế bào cơ, và cơ lấy chất béo đó để mà thực hiện nhiệm vụ sinh học của cơ. Ha, đây là ba vai trò của phân tử protein nằm trong lipoprotein, và người ta gọi tắt là apoprotein, nhớ ha. Cái này là một tên gọi khác thôi ha. Rồi, cái bảng này là cái bảng mà các bạn cần phải học. Đây là cái bảng mà các bạn cần phải học, bởi vì thực tế ra chúng ta có hàng trăm loại apoprotein khác nhau. Tuy nhiên đối với cái học phần này và cũng như các bạn là mới so với cái lĩnh vực này, cho nên tôi chỉ yêu cầu các bạn học các apoprotein tối thiểu và quan trọng. Thì cái bảng này nó gồm có 3 cột ha. Cột đầu tiên đó chính là cái apoprotein đó là loại gì. Nó gồm có A1, A2, A4, B100, B48, C1, C2, C3, D và E. Và cái cột thứ hai đó chính là cái loại lipoprotein nào mang cái apoprotein đó ha. Thì các bạn sẽ phải coi ha. Và cái cuối cùng đó là chức năng nó là gì. Nhắc đi nhắc lại ha, cái bảng này là các bạn cần phải học. Cần phải học. Và khi đi thi, tôi sẽ hỏi các bạn, tôi sẽ hỏi các bạn là đầu tiên tôi sẽ cho các bạn apoprotein đó là cái gì. Ví dụ như tôi hỏi bạn là apoC2, tôi hỏi là apoC2 này biểu hiện ở lipoprotein nào, tôi sẽ cho các bạn một loạt. Nhưng mà các bạn nhớ trong đây ha, là nó có 3 loại, nên mình sẽ là đáp án là -1. Tôi sẽ cho các bạn 4 đáp án, và có 3 loại có và 1 loại sẽ không có, và bạn trừ 1 cái đó ra là coi như bạn lựa đáp án đúng ha. Rồi, cái dạng câu hỏi thứ hai tôi sẽ cho các bạn là cái chức năng. Ví dụ như là chức năng tôi nói rằng là dùng để hoạt hóa các loại enzyme là LBL, là lipoprotein lipa, là LBL á, activated LBL, thì nó là apoC2. Đó, nghĩa là các bạn phải tìm lại apo đó là apo gì. Nhất trí không? Các bạn thắc mắc về dạng câu hỏi này không? Hỏi trên bảng này nha, thống nhất với nhau ha. Có ai hỏi về phần này không? Thầy, cái cột chính giữa là gì, thầy nói lại được này. Cái cột chính giữa nó sẽ đóng vai trò là cái vị trí biểu hiện của cái hàng apo đó. Nghĩa là có những loại apo, ví dụ em ha, apo D nó chỉ có ở hàng SDL thôi, nó không có những hàng khác. Nó mang tính chất đặc thù cho anh đó, em hiểu không? Nghĩa là cái vị trí, ví dụ như tôi hỏi là apo D có ở loại lipoprotein nào, tôi cho em 4 loại thì em phải tìm đáp án là SDL, tại vì nó chỉ có ở đó thôi, nó không có ở những nơi khác. Được không? Dạ em cảm ơn thầy. Ừ. Rồi, các bạn nào có thắc mắc nữa không? Ha, đây là dạng câu hỏi tiếp theo mà khi học bài này để thi thì mình sẽ học cái gì ha. Rồi, nếu như các bạn không có thắc mắc nữa mình đi tiếp ha. Rồi. Vì để phân loại lipoprotein hiện nay thì người ta phân loại có nhiều cách phân loại ha, nhưng mà cách phân loại mà được người ta ủng hộ và sử dụng nhiều nhất đó là phân loại dựa trên cái tỷ trọng. Cái tỷ trọng thì nó sẽ dựa trên tỷ trọng gì? Nó dựa trên cái tỷ trọng thành phần của protein so với thành phần lipid ở bên trong cái phân tử đó. Và người ta chia làm 4 nhóm chính. Nhất là cyclomicron, thứ hai là lipoprotein tỷ trọng rất thấp, viết tắt là VLDL, lipoprotein tỷ trọng thấp là LDL, và lipoprotein tỷ trọng cao là SDL ha. Mình nhớ là mình có 4 nhóm chính ha. Rồi, tiếp theo nó sẽ cho ra một cái bảng này, và bảng này tôi sẽ hỏi bạn cái gì? Tôi sẽ hỏi bạn đó chính là, ví dụ ha, tôi hỏi rằng là tôi cho các bạn 4 loại, ví dụ như là LDL, SDL, VLDL và cyclomicron. Tôi hỏi rằng là trong 4 loại lipoprotein dưới đây, loại nào có tỷ trọng hoặc là có phần trăm phospholipid hoặc là triglyceride ha. Để thống nhất với nhau ha, rõ ràng tôi chỉ bạn hỏi bạn hai cột thôi, đó là protein và triglyceride ha. Trong phần này tôi sẽ hỏi bạn là tỷ trọng thành phần triglyceride của lipoprotein nào dưới đây là cao nhất. Thì các bạn nhìn thấy rõ ràng, các bạn rất là dễ nhớ, đó chính là cyclomicron là chiếm tỷ trọng cao nhất. Bởi sao? Bởi vì ngay từ ban đầu ta ăn từ hệ thống tiêu hóa, ta hấp thụ nó, cho nên là cyclomicron đóng vai trò là vận chuyển toàn bộ khả năng hấp thụ được lipid từ trong khẩu phần ăn vào bên trong cơ thể của chúng ta, cho nên là cái tỷ trọng triglyceride nó sẽ là cao nhất. Sau đó sẽ là tới anh tỷ trọng rất thấp là VLDL. Tiếp theo nữa sẽ là anh IDL, và cuối cùng là SDL và LDL ha. Cho nên tôi sẽ hỏi bạn hai cột ha. Và tôi sẽ hứa cho bạn tôi chỉ hỏi bạn hai chất thôi, đó là phần trăm protein và phần trăm về triglyceride. Rồi, chặng câu hỏi này các bạn có thắc mắc gì không?
ha, tôi sẽ cho các bạn câu hỏi là tỷ trọng phần trăm của protein hoặc là glycerin nào sau đây là cao nhất hoặc là thấp nhất, và tôi cho các bạn cái class như là cái nhóm lipoprotein. Được mà đúng không? Rồi, ok, mình đi tiếp ha. Rồi, và đây là cái con đường về chuyển hóa của lipoprotein trong cơ thể chúng ta. Sơ đồ này gồm có hai phần ha. Phần phía bên tay trái là con đường chuyển hóa lipoprotein ngoại sinh, và phía bên tay phải là chuyển hóa lipoprotein nội sinh. Ngoại sinh tức có nghĩa là chất béo được cung cấp từ môi trường bên ngoài, mà môi trường bên ngoài đó chính là cung cấp từ nguồn thức ăn. Còn nội sinh nghĩa là sau khi chúng ta đã hấp thụ chất béo từ ngoại sinh vào, chúng ta sẽ dự trữ nó tại một mô quan cơ thể nào đó, có thể là mô gan. Ở đây chúng ta định là mô gan, thì tại mô gan sẽ cung cấp chất béo ở những giai đoạn mà chúng ta không có bữa ăn. Thì khi mà cơ thể cần chất béo thì mô gan sẽ đóng vai trò là cung cấp và vận chuyển các chất béo trong cơ thể của chúng ta. Rồi, thì đối với mà con đường ngoại sinh mình sẽ nói trước ha, mình sẽ nói trước đường ngoại sinh chính là con đường nằm ở phía bên tay phía tay trái, vị trí số 1, đó chính là đầu tiên chúng ta có được nguồn chất béo từ chế độ ăn. Sau đó chúng ta sẽ hấp thụ tại bờ bàn chải bào ruột non, tạo nên cái cấu trúc phân tử đầu tiên, đó chính là cyclomicron. Cyclomicron. Tạm thời cái số 2 mình bỏ qua một bên ha, lát hồi mình tôi sẽ nói cái số 2 sau. Thì anh cyclomicron này anh sẽ mang một số cái loại apoprotein tương đối đặc trưng cho phân nhóm của ảnh, là gồm có apoB48, apoA, apoC và apoE. Thì cyclomicron này sẽ vận chuyển ở trong tuần hoàn, và máy ảnh sẽ đếm những mô và cơ quan nào cần chất béo. À, nhớ nha, anh sẽ tới những mô và cơ quan nào cần chất béo tự do. Thì có hai cơ quan điển hình trong cơ thể của chúng ta có khả năng sử dụng chất béo để làm năng lượng, đó chính là mô cơ với lại là mô mỡ. Thì tại đây muốn cung cấp chất béo cho mô cơ và mô mỡ thì cái thằng cyclomicron này phải được kích hoạt thủy phân bởi một loại enzyme người ta gọi là lipoprotein lipase ở vị trí số 3. Thì lipoprotein lipase này nó sẽ được hoạt hóa bởi ApoC2, cho nên ApoC2 là một loại apo quan trọng mà các bạn cần phải nhớ. Cái phần mà cyclomicron sau khi thủy phân glycerid cung cấp bớt một phần chất béo cho mô cơ và mô mỡ, thì cái thành phần đó người ta gọi là cyclomicron remnant, nghĩa là cyclomicron còn lại ha. Thì cái anh còn lại này sẽ di chuyển ở trong hệ thống tuần hoàn và quay trở về gan, và tại gan nhờ thụ thể đối với ApoE, nhớ ha, đối với ApoE đó chính là thụ thể trên mặt tế bào gan, mà gan tiếp nhận được cyclomicron remnant này vào bên trong tế bào gan. Và trong tế bào gan thì toàn bộ chất béo mà cyclomicron remnant này vận chuyển sẽ được gan phân tách ra và tổng hợp để tạo thành muối mật và cholesterol, từ đó quay ngược trở lại hệ thống tiêu hóa giúp nhũ tương hóa lipid ở lần ăn tiếp theo. Như vậy chúng ta đã khép kín xong quá trình đầu tiên của con đường ngoại sinh chuyển hóa lipoprotein. Có ai thắc mắc không? Dạ thầy lại lần nữa luôn thầy. Rồi ok, ha, lại một lần nữa. Rồi mình nói lại vị trí số 1 nha. Rồi đầu tiên đó chính là cái nguồn thực phẩm và dinh dưỡng của chúng ta có chất béo từ thức ăn. Thì thức ăn hồi nãy quá trình tiêu hóa như thế nào mình không nhắc lại nữa. Sau khi mà tại tế bào ruột non mình sẽ tổng hợp nên cái phân tử lipoprotein đầu tiên giúp vận chuyển chất béo ngoại sinh. Ha, người ta gọi là cyclomicron. Thì các anh cyclomicron này sẽ có một số cái anh apo đặc trưng thể hiện ở trên slide. Thì anh cyclomicron này sẽ di chuyển bên trong hệ thống tuần hoàn tới những mô và cơ quan cần chất béo để mà thực hiện cung cấp năng lượng. Thì lấy điển hình là hai mô có khả năng sử dụng chất béo, đó là mô cơ với lại mô mỡ. Tuy nhiên ảnh tới thì ảnh không thể nào ảnh làm được liền, mà ảnh phải thông qua một loại enzyme giúp thủy phân glycerid
để cung cấp chất béo tự do cho hai mô này, và cái enzyme giúp thủy phân đó người ta gọi là lipoprotein D3 hay viết tắt là LBL. Mà cái ABO mà giúp hoạt hóa anh LBL này đó chính là ABOC2. Được ha, cho nên là cái ABO đầu tiên các bạn cần phải nhớ đó chính là ABOC2. Thì cái thành phần mà cyclomeron còn lại hay còn gọi là cyclomeron remnant đó các bạn, thì nghĩa là thành phần mà sau khi đã cắt bớt một phần thủy phân bớt một lần triglyceride để cung cấp axit béo cho mô mỡ và mô cơ rồi, thì nó sẽ di chuyển tiếp trong hệ thống tuần hoàn và quay ngược trở về gan và được tế bào gan nhận biết và hấp thụ bên trong vào tế bào gan nhờ thụ thể đối với ApoE. Cho nên là cái ApoE tiếp theo các bạn nhớ là ApoE. Thì tại bên trong tế bào gan, gan sẽ thủy phân toàn bộ các thành phần còn lại của các phân tử cyclomeron và dùng các thành phần chất cơ bản đó để tổng hợp nên một số chất sinh học quan trọng, trong đó có axit muối mật ha, và cái muối mật này sẽ được dự trữ trong túi mật để mà sẵn sàng phục vụ cho lần tiếp theo của quá trình tiêu hóa chất lipid. Rồi, như vậy chúng ta đã khép kín con đường đầu tiên bên trái của con đường là chuyển hóa lipoprotein ngoại sinh. Được không em? Dạ được ha. Rồi ok, nhất trí ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tới con đường là nội sinh, tức có nghĩa là con đường mà không liên quan tới bữa ăn nữa ha. Một ngày mà chỉ ăn một vài cử thôi, những bữa phần lớn thời gian còn lại trong ngày ta sẽ không ăn gì hết. Như vậy khi mà cơ thể cần chất béo thì chúng ta sẽ làm chuyện gì? Thì do rằng cái kết thúc của con đường trước đó chính là tại tế bào gan nên mà lấy hết các thành phần cyclomeron remnant còn lại. Thì tại tế bào gan này khi mà cơ thể chúng ta cần chất béo, nó sẽ tổng hợp nên một anh lipoprotein nội sinh tại tế bào gan đầu tiên, đó chính là anh VLDL, đó là lipoprotein tỷ trọng rất thấp. Anh này hoạt động tương tự như anh cyclomeron, tức là di chuyển trong hệ thống tuần hoàn tới mô và cơ quan nào cần chất béo để mà sử dụng, thì cũng là hai mô lấy vai trò là đại diện đặc trưng, đó chính là mô cơ với lại mô mỡ, cũng hoạt hóa lipoprotein D3 thông qua ApoC2. Và sau khi VLDL này nó đã thủy phân bớt một phần chất béo đi thì cái tỷ trọng triglycerides nó sẽ bị giảm xuống, mà khi tỷ trọng triglycerides giảm xuống nó sẽ đổi tên, và lúc đó là anh IDL được sinh ra đời ha, do tỷ trọng nó giảm đi, và lúc này người ta gọi là lipoprotein có tỷ trọng trung gian ha, có tỷ trọng trung gian. Thì anh IDL này ảnh sẽ có hai số phận, khoảng 50% ảnh sẽ quay trở về gan và được tế bào gan hấp thụ ngược trở lại thông qua thụ thể ApoE, và 50% còn lại ảnh có thể là được thủy phân tiếp ở những cái mô ngoài gan khác thông qua có thể là hepatic lipa chẳng hạn, hoặc là một cái loại thủy phân lipa nào đó khác để mà cung cấp các thành phần chất béo cho những cái mô và cơ quan khác cần, ví dụ như là tuyến sinh dục chẳng hạn, hoặc là một số tuyến hormone họ cũng cần chất béo để tổng hợp lên phần steroid. Để như vậy cái tỷ trọng triglyceride của bên trong anh IDL này sẽ tiếp tục giảm tiếp, và khi giảm tỷ trọng tới một mức độ nhất định nó sẽ đổi tên thành là LDL, đó là lipoprotein tỷ trọng thấp. Thì đối với mà tỷ trọng thấp này á thì nó cũng sẽ có hai số phận, một là nó quay trở về gan theo con đường số 10 qua ApoE, hoặc thứ hai nếu như mà LDL này nó quá nhiều, nó không chỉ là về gan nữa mà nó tới những mô ngoài gan khác, và nó có hiện tượng là gì, thâm nhập mạch, do cái thành phần triglyceride nó nhỏ rồi em, nó giảm rồi, cho nên tỷ lệ rất là nhỏ, mà nhỏ về cả kích thước thì nó có thể đi vào bên trong lòng mạch rất là dễ. Và cái anh LDL này ảnh thường thích ở một loại tế bào, đó chính là tế bào mao mạch. Mà tế bào mao mạch đó chính là nó sẽ gây tình trạng là gì, xơ vữa mạch máu, và đó là nguy cơ của nhồi máu cơ tim sau này. Do cái anh LDL này mà tại sao ảnh có khả năng cung cấp cái thành phần gọi là cholesterol dư thừa đó cho cái thành phần mô đó, bởi vì ảnh có một cái hàm ApoB đặc trưng, đó chính là ApoB100. Cho nên ApoB100 đóng vai trò cực kỳ xấu, bởi vì ảnh sẽ đóng vai trò là cung cấp cái phần cholesterol dư thừa của anh LDL cho các mô ngoại biên ngoài gan khác. Và LDL người ta gọi là cholesterol xấu là bởi vì lý do này ha. Rồi, như vậy chúng ta đã mô tả sơ khởi qua con đường chuyển hóa của nội sinh ha. Các bạn có thắc mắc gì không? Con đường này thực sự tương tự như con đường trước, chẳng qua là nó sẽ có hai tình huống. Một là
ảnh quay trở về gan sau khi ảnh thực hiện nhiệm vụ. Hai là do nồng độ ảnh quá cao, ảnh không trở về gan nữa mà ảnh bắt đầu di chuyển những mô khác trong cơ thể, và lúc này nó không ngay gan gây ra tình trạng là nguy cơ bệnh lý trong tương lai. Ha, và nhớ ha, nếu như mà gọi là đặt một câu hỏi, nó hỏi rằng là apoprotein nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để LDL cung cấp các cholesterol dư thừa vào bên trong các tế bào mao mạch ngoại biên, thì các bạn phải nhớ cho tôi đó là ApoB100 nha. Tại vì ApoB100 đó chính là thành phần quyết định nên cái tính xấu của cholesterol LDL. Nhớ ha. Rồi, nãy giờ cả có hai con đường nội sinh và ngoại sinh, nó có một cái cột mốc ở phía dưới đi lên đó, ở phía số 2 ở bên phía bên tay trái, và bên kia thì không được đánh số, đó là anh HDL. Anh HDL này các bạn nhớ cái tên ảnh không? Đó chính là lipoprotein trọng rất cao. Cao ở đây là gì? Đó là thành phần protein cao. Và cái anh này đóng vai trò rất là tốt. Ảnh thực hiện hai nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên đó chính là, bởi vì ảnh là protein không à, gần như khi ảnh được sinh ra trong cơ thể chúng ta, ảnh không có thành phần lipid nhiều. Thành phần lipid của ảnh là siêu siêu ít, mà chủ yếu toàn bộ của ảnh đó chính là thành phần protein. Do đó, ảnh sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đó chính là di chuyển ở bên trong dòng máu, dòng tuần hoàn và cung cấp các thành phần protein mà ảnh có cho các phân tử lipoprotein khác. Ví dụ ở đây, ảnh có thể ảnh gặp được cyclomicron này, ảnh có thể gặp được anh VLDL này, để ảnh cung cấp các apo mà ảnh có cho những anh đó. Ví dụ như anh đó bị thiếu apoC2, như vậy di chuyển ở bên trong lòng mạch đâu thể nào phân hủy được triglycerid, thì lúc này anh HDL anh sẽ lại anh gặp và anh cho cái thành phần protein đó cho cái anh này, để anh này có thể năng thực hiện được chức năng sinh học. Đó chính là nhiệm vụ và vai trò tốt thứ nhất của anh HDL. Cái tốt thứ hai của anh là cái gì? Là cái anh LDL là cholesterol xấu sẽ cung cấp thành phần cholesterol dư thừa cho các mô ngoại biên, đặc biệt là tế bào nội mạch máu. Thì anh HDL này anh sẽ tới những cái mô mà dư thừa cholesterol đó, anh lấy ngược về và anh quay trở về gan. Và mỗi lần anh lấy như vậy thì cái thành phần tỷ trọng chất béo bên trong ảnh tăng dần lên, và khi anh bắt đầu anh lấy chất béo thì anh sẽ bị bự lên về mặt kích thước, và cái quá trình mà anh bắt đầu anh lấy chất béo đó người ta gọi là quá trình trưởng thành hóa anh HDL. Do đó, nếu như mình nói LDL là một phân tử cholesterol xấu thì anh HDL là một phân tử cholesterol tốt, bởi vì anh thực hiện được hai chức năng. Một là cung cấp các thành phần protein cho các lipoprotein khác, hay còn gọi là trưởng thành hóa các lipoprotein khác. Và thứ hai, đó chính là lấy các thành phần cholesterol dư thừa từ các mô ngoại biên trở về gan, và quá trình đó gọi là quá trình trưởng thành hóa anh HDL. Ha, và đây là cái hình ảnh mà để cho các bạn có thể nhớ lại được ha, là cái anh tốt và anh xấu như thế nào. Và lý do anh xấu, anh LDL nhớ ha, cái anh mà đóng vai trò xấu của anh LDL nhớ giúp tôi là ApoB100 nha các bạn. ApoB100 nha các bạn. Và đây là cái con đường, đây là cái con đường mà cái anh HDL ảnh sẽ tới những cái mô ngoại biên và liên kết cái các thụ thể protein nằm ở trên màng để lấy thành phần cholesterol dư thừa ở bên trong tế bào đó. Nhưng cái phần này là phần đi rất là sâu và không yêu cầu các bạn cần phải học. Hay nhắc lại, tôi không yêu cầu các bạn cần phải học, mà chỉ mô tả cho các bạn thấy rằng là cái con đường đó nó như thế nào, và cái quá trình mà cứ lấy chất béo từ bên trong cái tế bào mà ngoại biên như vậy người ta gọi là quá trình trưởng thành hóa. Và khi mà tế bào HDL trưởng thành thì nó sẽ quay trở ngược lại về gan, hoặc là tới những cái mô nào cần chất béo để mà tổng hợp nên hormone chẳng hạn, để mà sử dụng cái chất béo đó. Và chức năng các bạn nhớ giúp tôi ha, là vai trò chính của anh HDL, cái tốt của anh lại có hai cái này ha, là giúp trưởng thành hóa, và thứ hai là vận chuyển ngược cholesterol dư thừa về lại gan. Rồi, tóm tắt lại quá trình tiêu hóa lipid cũng như là chuyển hóa lipoprotein có các ý sau đây. Thứ nhất là nhắc lại ở người lớn mà trưởng thành ha, tiêu hóa lipid thực sự bắt đầu tại tá tràng và tụy. Và nhớ giúp cho tôi ha, là các loại enzyme thủy phân, những phân nhóm lớn, mình có 3 phân nhóm lipid lớn ha, là triglycerid, đó là lipa, cholesterol ester thì nó là cholesterol estera, còn phospholipid sẽ là lisophosphor phospholipa. Cái thứ hai đó chính là tại sao ở tá tràng bắt đầu mới thực sự diễn ra, bởi vì nó có sự giúp đỡ của muối mật và axit mật giúp nhũ tương hóa lipid. Và cái tín hiệu nào giúp cho muối mật và axit mật được tiết ra, nhớ loại hormone đóng vai trò trung tâm chủ chốt đó chính là cholecystokinin, được chưa? Rồi, sau đó cái thằng muối mật này nó sẽ
mang đi các thành phần lipid được cắt ra nhỏ, và cái cấu trúc đó gọi là cấu trúc micelle. Mà micelle sẽ di chuyển tới bờ bàn chải tế bào ruột non và vận chuyển các thành phần nước béo đó vào bên trong lõm tế bào ruột non. Lõm ruột non sẽ tổng hợp lại thành một vật chất có khả năng di chuyển được trong hệ thống tuần hoàn, người ta gọi là lipoprotein. Và lipoprotein mình sẽ có con đường nội sinh và con đường ngoại sinh đã mô tả ở trên. Và các bạn cần phải nhớ những gì? Thứ nhất là cái bảng phân nhóm ABO, vị trí biểu hiện và chức năng. Cái thứ hai là các bảng phân chia 4 loại lipoprotein, và dựa trên cái tỷ trọng của nó thì có hai cột tỷ trọng phải nhớ là phần trăm protein và phần trăm triglyceride. Và nhớ giúp tôi, cholesterol tốt là gì, cholesterol xấu là gì, xấu vì sao nó xấu, và cái gì là cái đặc điểm của cái xấu đó. Nhớ ApoE100, cái tốt thì vì sao nó tốt ha. Rồi, như vậy là phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay đã đi qua về phần tiêu hóa lipid cũng như là chuyển hóa lipoprotein. Các bạn có thắc mắc gì hay không? Có thắc mắc gì không các bạn? Mình rõ với nhau hết là phần mình cần phải học ha, và những câu hỏi dạng nào có thể ra thi ha. Được không? Mình đi tiếp được không nè? Hay là ngừng lại chút xíu cho các bạn hấp thu cái phần hồi nãy. Alo, mình đi tiếp được không các bạn? Rồi, ok, mình đi tiếp ha. Rồi. Rồi, đó là về phần tiêu hóa ha, tiêu hóa. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào về phần là phần chuyển hóa ha. Thì nhắc lại, đây chính là cái phần gọi là xương sống của cái bài. Đó chính là một chất chúng ta sẽ coi là quá trình thái hóa nó và tổng hợp nó như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ đi về quá trình thái hóa trước, tại mình đang vấn đề tiêu hóa mà. Sẵn đó mình có mình thái hóa nó như thế nào để mà cuối cùng mình tạo ra năng lượng luôn. Ha, quá trình thái hóa nghĩa là quá trình mà đến cuối cùng mình tạo ra được bao nhiêu năng lượng. Thì các bài mà chuyển hóa năng lượng mình đã được học rồi ở kỳ trước ha, thì chúng ta sẽ có 3 giai đoạn của quá trình chuyển hóa, các bạn còn nhớ không? Giai đoạn đầu tiên đó chính là nó có rất nhiều hợp chất, nó có thể là chất béo, nó có thể là đường, nó có thể là protein, nhưng mà kết quả của giai đoạn 1 là sẽ tạo thành phân tử acetyl CoA. Đồng ý không? Và acetyl CoA đó sẽ bước vào giai đoạn 2 thông qua chu trình Krebs, và giai đoạn 3 các chất vận chuyển điện tử sẽ đi vào chuỗi hấp tế bào để tạo ra phân tử ATP.
Thì lần trước giai đoạn 2 và giai đoạn 3 chúng ta đã có bài phân tích rất rõ rồi. Chúng ta sẽ không đi lại những phần đó nữa. Và chúng ta cũng đã có một cái bài tập nhỏ trong buổi học lần trước là cứ một phân tử acin qua mình sẽ tạo ra 10 cái phân tử ATP. Do đó cái phần giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trong bài ngày hôm nay sẽ không nhắc lại nữa, mà chúng ta sẽ tập trung vào giai đoạn đầu là làm sao mà chúng ta có một chất béo. Cụ thể hơn đó chính là một cái axit béo tự do chúng ta có thể tạo thành phân tử acetin qua. Rồi. Về quá trình mà thái hóa lipid trong cơ thể thì nó có thể chia làm nhiều dạng ha. Nhưng mà ở đây nó có 3 dạng là oxy hóa axit béo, oxy hóa thể ketone và thái hóa các lipid khác. Thì trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào oxy hóa axit béo thôi. Còn mà chuyện mà oxy hóa cái thể ketone chúng ta sẽ nói là về chuyển hóa ketone ở phần sau của bài học này. Còn đối với lại khác như là cholesterol và phospholipid, do nó khá là đặc thù và tương đối là rắc rối, cho nên là đối với cái thời gian học các bạn là không có quá nhiều, cho nên tôi sẽ không hỏi thi phần này. Và phần này các bạn về nhà các bạn đọc thêm ở trong sách ha. Nhất trí, này là tôi giảm tải bớt cho các bạn ha. Bên phần này là tương đối là khó, và thứ hai nữa là nó cũng tương đối là xa vời với các bạn, với cái nhu cầu các bạn hiểu một cách sơ khởi nhất về vấn đề thái hóa lipid, cho nên bạn sẽ tập trung vào hai thể thôi là axit béo và thể ketone. Rồi, nhắc lại ha, về chất béo thì chiếm đa số tỷ trọng của nó là triglycerid. Triglycerid được cấu tạo bởi hai thành phần, một là cái khung glycerol và thứ hai là các axit béo. Thì cái khung glycerol này các bạn sẽ được học phần chuyển hóa glycerol như thế nào thông qua con đường đường phân. Và bài đó thuộc về là phần chuyển hóa carbohydrate, cho nên tôi sẽ không đề cập tới trong ngày hôm nay. Đó là phía bên tay trái. Còn phía bên tay phải sẽ là cái vấn đề chúng ta sẽ giải quyết ngày hôm nay, đó chính là thoái hóa cái chất axit béo đó như thế nào. Và cụ thể hơn là quá trình beta oxy hóa để tạo thành acetin CoA để bước vào chương trình prep. Ha, nhất trí với nhau là mình sẽ cột ý bên trái sẽ là học cho một bài khác, một giảng viên khác sẽ hướng dẫn các bạn. Còn tôi sẽ hướng dẫn bạn bên phía bên tay phải là từ axit béo tham gia quá trình beta oxy hóa để tạo nên acetin CoA. Rồi, thì quá trình mà oxy hóa axit béo trong cơ thể của chúng ta thì có rất là nhiều cách. Nó có thể là alpha, beta hoặc là epsilon hoặc là gamma chẳng hạn. Tuy nhiên, chiếm đa số nhất trong cơ thể của chúng ta và đóng vai trò cung cấp năng lượng chủ chốt trong vấn đề mà oxy hóa axit béo, đó chính là beta oxy hóa. Và quá trình này được diễn ra ở tại ti thể. Và bài học của chúng ta chỉ tập trung đúng một dạng là beta oxy hóa thôi và không nói tới những dạng khác. Rồi, beta oxy hóa ha, beta oxy hóa đó chính là quá trình đầu tiên của quá trình dị hóa bơm xanh, nó sẽ tạo ra phân tử acetin CoA. Ha, cái phần này mình đã nói rồi, và trước nãy tôi đã nói sơ khởi qua cái vị trí của nó trong cái giai đoạn của quá trình dị hóa tạo năng lượng. Rồi, về các bước của beta oxy hóa nó sẽ gồm có 3 bước. Đầu tiên đó chính là nó sẽ hoạt hóa axit béo thành dạng hoạt động. Nghĩa là mình có một chuỗi axit béo mạch rất là dài, mình sẽ hoạt hóa nó lên. Hoạt hóa lên bằng cách là gì? Mình gắn nó với một gốc, người ta gọi là CoA, để mà giúp nó gọi là hoạt hóa lên. Sau khi mà cái hàng CoA đó được gắn vào, tức có nghĩa là đổi thành acin CoA đó, thì nó sẽ được vận chuyển từ bào tương vào bên trong ti thể. Ha. Rồi sau đó tại ti thể mới diễn ra quá trình beta oxy hóa. Thì mình sẽ có 3 bước ha. Đầu tiên mình sẽ có ngay bên trong bào tương của một tế bào gan hoặc một tế bào X nào đó, nó sẽ có chất béo. Chất béo này sẽ được hoạt hóa lên thành acin CoA. Sau khi đã hoạt hóa xong rồi, acin CoA này sẽ được di chuyển từ bào tương để vào bên trong ti thể. Và bên trong ti thể bắt đầu các quá trình beta oxy hóa để mà thủy phân cái này tạo thành các phân tử acetin CoA. Rồi, mình bước đến bước đầu tiên đó chính là hoạt hóa axit béo thành acin CoA. Thì các bạn chỉ cần nhớ giúp tôi là cái enzyme tham gia vào quá trình này là enzyme acin CoA synthase. Đó là ý đầu tiên các bạn cần phải nhớ. Ý thứ hai các bạn cần phải nhớ đó chính là quá trình hoạt hóa này làm chúng ta tiêu tốn hết 2 ATP. Rồi các bạn nhớ giúp tôi ha. Rồi đối với giai đoạn 1 bạn nhớ giúp tôi hai câu thôi. Câu đầu tiên, enzyme xúc tác cho quá trình này đó chính là enzyme acin CoA synthase. Cái thứ hai, quá trình hoạt hóa axit béo này sẽ tiêu tốn chúng ta hết 2 ATP. Ha, nhớ giúp tôi cái này, đây là ý hay ý bắt buộc phải nhớ, giai đoạn này chỉ cần nhớ tôi hai câu đó được. Còn trong sách viết thêm, các bạn coi thêm phương trình để cho giỏi thì ok. Đó là vấn đề, nhưng mà tối thì các bạn cần phải nắm được thông tin ở giai đoạn này thông qua hai câu đó. Rồi, tới cái giai đoạn thứ hai là vận chuyển.
vận chuyển từ bào tương vào bên trong ti thể để bắt đầu quá trình beta oxy hóa, thì cái hệ thống vận chuyển cái anh acin CoA này sẽ nhờ vào một hệ thống người ta sẽ gọi là carnitine acin chamfora. À, cái phần ở dưới chữ màu xanh ở dưới này các bạn, carnitine acin chamfora màu vàng vàng á, màu vàng vàng chữ màu xanh ở dưới là cái tên của nó. Thì chúng ta có hai cái carnitine acin chamfora, một cái nằm ở phía màng ngoài mà một phía nằm ở phía màng trong của ti thể. Thì ti thể nó có màng kép, thì các bạn bạn nhớ cái phần cấu trúc của ti thể ha, nó có màng ngoài và màng trong, và ở giữa là cái khoang giang màng. Thì để mà vận chuyển được một cái acin CoA đã hoạt hóa từ bên bào tương vào bên trong ti thể phải thông qua cái hệ thống này, và hệ thống này có vai tên là carnitine acin chamfora 1 và 2, một nằm ngoài và hai nằm trong. Đó là ý các bạn cần phải nhớ. Còn các bước khác nó diễn ra như thế nào thôi đọc thêm cho giỏi ha. Cho nên là ý này là ý các bạn bắt buộc phải nhớ ha. Tại vì ý bạn nhớ không có nhiều, nói gì này mình mới nhớ có ba câu thôi à. Mình nhớ có ba câu thôi ha. Ha, nhắc lại ha. Giai đoạn đầu tiên hoạt hóa các bạn nhớ tôi là cái tên enzyme, đó chính là acin CoA synthetase. Thứ hai là quá trình hoạt hóa tiêu tốn của chúng ta hết hai phân tử ATP. Rồi, tới giai đoạn thứ hai là vận chuyển cái acin CoA đó từ bào tương vào bên trong nền ti thể, thì sẽ thông qua một hệ thống vận chuyển người ta gọi là carnitine acin chamfora ha. Thì cái thằng này nó gồm có 1 và 2 và viết tắt là cách 1 cách 2 gì đó ha. Bạn muốn viết tắt cái phần tắt mình viết tắt á, hoặc là CBT 1 2 gì đó. Thì anh này nhớ cho tôi số 1 nằm ngoài và số 2 nằm ở bên trong, và nhiệm vụ của ảnh là di chuyển toàn bộ anh này vào bên trong nền ti thể để tham gia vào quá trình beta oxy hóa. Rồi, tới cái quá trình mà beta oxy hóa này nó sẽ gồm có diễn ra tổng cộng là 4 bước ha. Và cũng giống như lần trước ha, cũng giống như lần trước về các phương trình mà diễn ra, thì đối với phần hướng dẫn tôi không yêu cầu các bạn phải nhớ cái phương trình. Tôi không yêu cầu các bạn phải nhớ phương trình, bởi vì theo tôi rằng việc nhớ các phương trình này nó không giúp các bạn hiểu rõ hơn về chất vấn đề, mà khiến các bạn học tốn nhiều thời gian hơn thôi. Cho nên là tôi sẽ không có bắt các bạn nhớ, nhưng các bạn nhớ giúp tôi ha. Các bạn nhớ giúp tôi là khi mà diễn ra quá trình này thì cái kết quả chúng ta đạt được nó là cái gì? Nghĩa là cứ mỗi lần một dòng beta oxy hóa chúng ta sẽ tạo ra được một phân tử acin CoA. Nghĩa là sao? Chúng ta sẽ cắt bớt 2C đi. Ha, chúng ta sẽ cắt bớt 2C đi. Như vậy nếu như chúng ta có một cái chuỗi mạch carbon mà mạch chẵn nha các bạn, và bão hòa, thì như vậy khi chúng ta có 16C chẳng hạn, thì cái số vòng beta oxy hóa chúng ta cần phải thực hiện thì chúng ta sẽ lấy công thức là N chia 2 trừ 1. Ta có 16C, như vậy ta cần bao nhiêu vòng để tạo 16C đó hoàn toàn thành 8 acin CoA, thì mình lấy 16 chia 2 được 8 trừ 1 là 7, vậy là sẽ tốn 7 vòng beta oxy hóa và sẽ giải phóng được là 16 chia 2 là 8 phân tử acin CoA. Cái thứ hai các bạn cần phải nhớ giúp tôi bước beta oxy hóa là gì? Là cứ mỗi vòng beta oxy hóa như vậy, chúng ta sẽ tạo ra được một phân tử NADH và một phân tử FADH2. Và cái ví dụ luôn là nếu như chúng ta lấy 16C đó là 3 methoin CoA 16C, thì sẽ trải qua tổng cộng 7 chu kỳ beta oxy hóa tạo thành 8 phân tử acin CoA, và do 7 chu kỳ cho nên ảnh sẽ tạo được 7 NADH và 7 FADH2. Đây là cái tôi yêu cầu các bạn phải nhớ. Tôi không bắt các bạn phải nhớ phương trình số 1 làm cái gì, phương trình số 2 làm cái gì, 3 làm gì, 4 gì. Không, cái đó nó phức tạp, nó không giúp các bạn hiểu rõ vấn đề. Và các bạn cũng không cần phải nhớ. Các bạn chỉ cần nhớ giúp tôi là cái kết quả nó đạt được nó là cái gì. Rồi, tới đây các bạn đã thắc mắc gì không? Mình đã qua 3 bước rồi đó các bạn. Nhắn gọn thôi. Trong sách sẽ viết rất là nhiều thứ, rất là dài thứ. Nhưng mà tóm gọn lại 3 bước mình đã đi qua. Thì các bạn thắc mắc gì không? Nói lại một lần nữa. Rồi, cái mà bước số 1, số 2 là hoạt hóa vận chuyển, tôi không nói lại nữa ha. Tôi chỉ nói lại các bước là beta oxy hóa thôi. Nè, các bước beta oxy hóa thì các bạn coi giúp cho tôi ha. Beta oxy hóa nó sẽ gồm có 4 phản ứng liên tục với nhau và nó tạo thành một dòng. Và cứ mỗi dòng như vậy
cái nhiệm vụ của ảnh đó chính là tạo ra một phân tử acid qua, tức là ảnh sẽ mất đi hai phân tử carbon, được không? Như vậy lấy một cái ví dụ, chúng ta có một phân tử acid béo dài 16 carbon. Như vậy để 16 carbon thì mỗi dòng ảnh cắt đi 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon. Như vậy thì ảnh phải cắt tổng cộng bao nhiêu dòng để cho tất cả toàn bộ nó đều trở thành acid qua? Thì câu trả lời sẽ có công thức là số dòng beta oxy hóa cần phải thực hiện là sẽ có công thức là N chia 2 trừ 1. Như vậy đối với 16 carbon, ảnh sẽ cần 7 vòng beta oxy hóa và ảnh sẽ có 8 phân tử acid qua. Rồi, cái thứ hai các bạn cần phải nhớ là cứ mỗi vòng beta oxy hóa như vậy, là mỗi lần mà ảnh cắt hai carbon như vậy á, ảnh sẽ tạo thêm được trong quá trình phản ứng là một phân tử NADH và một phân tử FADH2. Như vậy đối với 16 carbon mình có 7 vòng thì mình sẽ tạo được 7 phân tử NADH và 7 phân tử FADH2. Được không? Thì khi đi thi tôi sẽ hỏi các bạn, ví dụ như hỏi bạn 18C chẳng hạn. Hỏi bạn 18C, tôi hỏi bạn là đối với một cái chuỗi axit béo là 18C thì sẽ phải trải qua bao nhiêu vòng beta oxy hóa, bạn áp công thức thôi. Tôi hỏi vòng beta oxy hóa thì bạn sẽ áp công thức là 18 chia 2 là 9, 9 trừ 1 là 8. Bạn trả lời là 8 phân tử, 8 dòng beta oxy hóa. Nhưng cũng là câu hỏi đó tôi hỏi khác đi, rằng là 18C tạo bao nhiêu phân tử acid qua thì bạn phải lấy 18 chia 2 là 9 phân tử acid qua. Một câu hỏi tiếp theo khó hơn nữa tôi sẽ hỏi bạn là, ví dụ như là tôi cắt léo một chút xíu, tôi hỏi là đối với 18C tôi sẽ tạo được bao nhiêu phân tử NADH chẳng hạn. Thì bạn phải nhớ rằng là cứ một dòng tạo ra một NADH 18C thì mình sẽ có là 18 chia 2 trừ 1 là gồm có tổng cộng là 8 dòng. Mà 8 dòng thì sẽ có 8 NADH. Đó, đó là dạng câu hỏi mà sẽ hỏi đi hỏi lại quanh tới quanh lui có nhiêu đó thôi à. Thì các bạn có làm được không? Dạ được rồi. Ổn ha. Rồi. Như vậy áp dụng với lại cái công thức mà bài trước á, thì chúng ta, các bạn thử tính đi, tôi cho các bạn khoảng 5 phút bạn tính. Như vậy thì để mà oxy hóa hoàn toàn một cái axit béo có mạch carbon là 16C thì mình tạo ra được bao nhiêu phân tử ATP? Các bạn thử tính trong 5 phút coi ra gì. Khi thi câu này bạn chỉ có 1 phút 30 giây thôi nha. 1 phút 30 giây là tối đa, bạn chỉ làm 1 phút thôi. Đó, thì bây giờ các bạn thử tính thôi. Thì đáp án kết quả các bạn là mình sẽ tạo được bao nhiêu phân tử ATP? Một lẻ sáu rồi. Tại sao ra 106 em? Dạ, tại trong sách nó có bảo một câu là khi mà cái FADH2 cung cấp thì sẽ cung cấp là 1,7 ATP. Mà mình chia ra, mình lấy 16C đó, mình đi tính chu kỳ, là chu kỳ của mình là 7. Tức là mỗi vòng của mình sẽ có 7 vòng. Và mỗi chu kỳ như vậy á, là mình sẽ có ra được 7 FADH2, mình sẽ lấy 7 như 1,5. Và đối với lại cái NADH á, thì cũng y chang tương tự như vậy. Là mình, nhưng mà cái NADBH, NADH á, thì nó lại ra được 2,5 ATP. Thì mình sẽ lấy 7 nhân 2,5. Và 8 acetin aqua á, thì mình sẽ lấy 8 nhân cho 10 ATP. Trong cái bài mà vận chuyển các chất gì á, chuyển hóa các chất, thì người ta có nói là một acetin qua thì có thể ra được 10 ATP. Thì mình lấy và mình nhân và mình cộng lại thì sẽ ra được là 106. Ừ, tại vì nếu như mà theo như em nói á, là tôi tính nè, 8 acetin qua nhân cho 10 là 80, đồng ý không? 8 acetin qua, 1 acetin qua là 10, thì 8 nhân 10 là bằng 80, đồng ý không? Dạ đúng rồi. Rồi. Mình còn trừ đi 2 ATP ban đầu nữa. Đúng rồi, em phải nói luôn là giai đoạn là em trừ 2 ATP trong quá trình là hoạt hóa, thì ra là 106. Như vậy nếu như tôi cho đáp án là dù 22, 24, thì tụi em vẫn làm được, đúng không? Áp dụng một cách tương tự như vậy, được không? Dạ được rồi. Ừ. Rồi, có bạn nào không hiểu không? Dạ, thầy nói lại. Rồi, nói lại ha. Nói lại ha. Rồi, bây giờ nè, khi mà... Từ, tôi gõ chắc là em thấy mà, đúng không? Dạ, thấy. Gõ em thấy không? Dạ, thấy. Thấy, dạ. Đúng không?
Rồi, bây giờ mình sẽ có tổng cộng là 3 bước ha. Mình sẽ có một 3 bước để tôi chỉnh này nhỏ lại thì nó sẽ gõ được nhiều chữ hơn. Rồi, đây các bạn đều thấy mà. Rồi, mình sẽ có 3 bước ha. Bước đầu tiên của chúng ta là sẽ có là hoạt hóa axit béo thành axit CoA. Hồi nãy mình học là cái bước này nó sẽ làm tiêu tốn 2 ATP. Đồng ý không? Như vậy là mình sẽ phải trừ 2 ATP ở giai đoạn này. Đồng ý không các bạn? Ha. Giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai. Chúng ta không có tốn gì hết, cho nên chúng ta sẽ không có cần phải liệt kê đây. Giai đoạn thứ hai mình sẽ không tốn gì hết ha. Giai đoạn thứ hai là vận chuyển. Thì mình không tốn năng lượng ha. Không tốn hay tạo năng lượng ha. Rồi, cái dạng thứ ba đó chính là beta oxy hóa. Rồi, mình nhớ là cái gì? Beta oxy hóa thì ở đây mình có tổng cộng là 16 carbon. Như vậy sẽ tạo ra 8 phân tử acetin qua công thức là lấy 16 chia 2. Được không? Rồi, tiếp theo mình sẽ tính số vòng beta oxy hóa. Công thức là sao? Lấy 16 chia 2 trừ 1 bằng 7 vòng. Được không? Mà biết rằng một vòng á thì sẽ tạo ra một NaDH và FADH2. Được chưa? Cái bài học trước chúng ta đã có được cái gì? Một NaDH thì sẽ tương ứng với lại 2.5 ATP. DH2 sẽ tương ứng với 1.5 ATP. Như vậy, cứ mỗi vòng beta sẽ tạo được 4 ATP. Ở đây mình có 7 vòng. Thì mình sẽ lấy công thức là 4 nhân cho 7 bằng 28. Vậy thì tổng năng lượng tạo ra ở giai đoạn 3 mình sẽ lấy là 8 acetin CoA. Mình nhân cho 10. Mình nhân cho 10 bởi vì mỗi cái acetin CoA là tương với 10. Mỗi acetin CoA thì tạo 10 ATP. Bài trước học rồi ha, mình sẽ không nhắc lại nữa ha. Đó, sẽ cộng tiếp cho 28 ATP từ FADH2 và NADH. Như vậy tổng của mình sẽ là 108. Vậy thì tính luôn 3 giai đoạn. Sẽ lấy 108 trừ cho giai đoạn đầu là tốn 2 ATP, mình sẽ tạo được 106 ATP. Rồi các bạn hiểu chưa? Đọc từ từ ha. Thầy ơi, Ừ. thầy cho em hỏi là tại sao mình phải trừ hai cái ATP đó ra được nè? Tại vì cái đó đóng vai trò hoạt hóa em. Em muốn nó tham gia vào quá trình beta oxy hóa thì nó phải trải qua 3 bước. Nãy tôi nói trên á, một quá trình thoái hóa gồm 3 bước là hoạt hóa, vận chuyển và beta oxy hóa trong chất nền ti thể. Em hiểu không? Cho nên ngay từ ban đầu mình chỉ có một cái mạch axit béo 16 carbon thôi. Thì nó phải trải qua 3 bước như thế này thì nó mới tạo được năng lượng. Và khi mình đã tạo được năng lượng ở giai đoạn cuối cùng là 108 rồi, mình phải coi coi là những giai đoạn trên nó có bị tiêu hao gì hay không. Thì nó bị tiêu hao ở giai đoạn này. Hết 2 ATP thì mình phải trừ đi 2 ATP mà nó đã bị tiêu hao. Được không? Chứ nó Dạ em không thể nào tự nhiên được ha. Được không? Em hiểu chưa?
Dạ em hiểu, em cảm ơn. Rồi, các bạn nào chưa hiểu không? Rồi, hiểu hết rồi ha. Mình qua phần mới nha. Khi đi thi, ví dụ tôi đổi con số này là thành 2, 22 nè, 24 chẳng hạn. Thì các bạn cũng trả lời được ha. Là thứ nhất. Cái thứ hai, nhiều khi tôi cho các bạn là một cái chất glycerid chẳng hạn. Nó gồm tổ hợp của ba cái loại này luôn. Thì các bạn phải tính từng cái, từng cái, từng cái, từng cái, sau đó làm tính cộng lại. Được không? Nghĩa là một bài toán lớn á. Ha, tại vì đề soạn sẵn rồi cho nên không biết bóc trúng cái đề nào ha. Ví dụ như là ra từng cái thì các bạn sẽ tốn thời gian bạn tính như thế này ha. Thì các bạn tính nhanh lắm, các bạn thuộc, các bạn tính nhanh lắm ha, bạn không tính lâu như tôi tính đâu ha. Rồi, nếu như mình ổn rồi thì mình qua 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 phần mới ha. Thôi các bạn nghỉ giải lao khoảng 10 phút đi ha. Khoảng 10 phút đi trước khi mình học phần mới ha. Tôi sẽ đẩy cái bảng này để cho một số bạn nào bạn đó chưa có kịp thì các bạn có thể coi lại hoặc là hỏi hỏi bạn bè giải thích thêm ha, rồi mình sẽ quay lại, mình sẽ đi tiếp phần còn lại ha. Mình nghỉ giải lao khoảng 10 phút ha.
Rồi mình quay lại ha. Rồi. Có thắc mắc gì không? Trước khi mình qua phần mới nè các bạn. Đã tiếp tục với thầy ạ. Rồi, tiếp tục ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua phần là điều hòa quá trình beta oxy hóa ha. Thì các bạn nhớ hồi nãy không? Các bạn nhớ hồi nãy không? Đó chính là tôi nói rằng là thật ra quá trình thoái hóa đó chính là quá trình làm sao đó từ một chất biến đổi cuối cùng, đó chính là tạo thành năng lượng. Tức nói thẳng ra nó chỉ là một quá trình trong vấn đề về dị hóa, chuyển hóa năng lượng mà thôi. Cho nên cái vấn đề mà quyết định cho quá trình này nó được hoạt động nhiều hay được hoạt động ít, đầu tiên phải thông qua nhu cầu về năng lượng của cơ thể. Mà nhu cầu năng lượng của cơ thể thì thông qua các nồng độ của các chất năng lượng trong cơ thể, nó là cụ thể là ATP, NADH và FADH2. Nếu như ATP tăng lên nhiều vậy thì nhu cầu năng lượng không cần, bởi vì ATP là dạng dự trữ mà mình đã có quá nhiều rồi thì mình sẽ không cần năng lượng nhiều nữa. Mà chính vì mình không cần năng lượng nhiều nữa, cái beta oxy hóa này sẽ bị ức chế bớt đi. Ngược lại, nếu như ATP của mình bị giảm thấp thì lúc đó nhu cầu năng lượng ta là rất là nhiều, thì lúc này chúng ta cần phải kích hoạt con đường này một cách nhiều hơn. Cách thứ hai đó là gì? Bạn nhớ rằng cái bước đầu tôi nói là gì? Là mình cần phải hoạt hóa thằng coenzyme A, cần phải hoạt hóa thằng coenzyme A lên để mà mình tạo thành acin CoA. Do đó cái nồng độ coenzyme A để mà hoạt hóa chất béo này đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ quan trọng ở cái bước hoạt hóa nữa, mà nó còn quan trọng ở cái bước mà vận chuyển để mà chuyển từ bên trong bào tương và bên trong các nền tinh thể. Do đó cái nồng độ của coenzyme A này đóng vai trò chủ chốt tiếp theo trong quá trình điều hòa, hoạt động của cái beta oxy hóa. Và cái thứ ba là một loại enzyme mà bây giờ chúng ta chưa biết loại enzyme là gì, nhưng mà lại được đề cập ở rất là sớm, thì tôi sẽ nói cho bạn lý do vì sao nó lại được đề cập là sớm. Đó là enzyme CBT1. CBT1 này viết tắt của cái là acetyl CoA carboxylase ACC ha. Thì cái thằng này nó đóng vai trò là cái gì? Đóng vai trò là khi mà chúng ta đã quyết định thoái hóa, như là chúng ta đã quyết định thoái hóa cái anh axit béo rồi, thì chúng ta không thể nào vừa thoái hóa mà vừa tổng hợp anh axit béo. Cho nên nếu như chúng ta đã thoái hóa thì chúng ta sẽ không tổng hợp, mà khi chúng ta đã tổng hợp thì chúng ta sẽ không thoái hóa. Chỉ có một trong hai quá trình cùng xảy ra, không bao giờ thấy được, mà chỉ có một hai quá trình xảy ra thôi. Nghĩa là khi mình đã phá mình không xây, mình đã xây thì mình không phá. Cho nên rằng nó sẽ phụ thuộc vào cái một anh enzyme khác đóng vai trò cực kỳ quan trọng và đóng vai trò chủ chốt trong quá trình điều hòa chuyển hóa của axit béo luôn, đó là enzyme ACC ha. Và khi các bạn đọc câu hỏi trắc nghiệm mà tôi hỏi các bạn rằng enzyme đóng vai trò chủ chốt trong quá trình hình thành cũng như là thoái hóa axit béo, các bạn làm ơn đánh giúp tôi đáp án là ACC, tức có nghĩa là acin CoA carboxylase ha. Và đây chính là ba đặc điểm chính trong quá trình điều hòa beta oxy hóa mà các bạn cần phải nhớ. Rồi ha, và cái này là cái phần mô tả diễn tả lại cái con đường nó đã diễn ra như thế nào ha. Thì lát hồi thì cái hình này thì nó chỉ là mô tả lại thôi, tôi cũng không yêu cầu các bạn phải nhớ chi tiết từng chất tạo ra. Tôi chỉ cần các bạn nhớ được cái sản phẩm cuối cùng và cái mục đích của cái điều mà mình đang diễn ra ra thì thôi ha. Còn những cái phần phần nhớ này nó không có bổ ích cho các bạn ha, nên tôi không yêu cầu bạn phải học. Rồi, như vậy là mình đã đi xong về quá trình thoái hóa. Thì nhắc lại ha, thoái hóa mình có rất nhiều loại thoái hóa. Mình có thoái hóa axit béo, thoái hóa thể keto, thoái hóa phospholipid. Tuy nhiên trong cái phần gói gọn thời gian ít và các bạn chỉ làm mới tìm hiểu về lĩnh vực này, tôi chỉ cho các bạn học đúng một loại thoái hóa thôi. Đó chính là thoái hóa axit béo mạch số chẵn nha. Mạch số carbon là số chẵn và là no ha, là no, chứ lẽ là không có mạch nối đâu á. Và chúng ta chỉ học là beta oxy hóa diễn ra trong chất nền tinh thể mà thôi. Và nó gồm có 3 bước. Một là hoạt hóa. Hoạt hóa thì nhớ giúp tôi hai cái. Một là enzyme kích thích quá trình đó là acin CoA synthetase. Và cái thứ hai đó chính là
quá trình hoạt hóa này sẽ tiêu tốn hai phân tử ATP. Rồi, cái thứ hai nữa đó chính là quá trình mà vận chuyển. Vận chuyển thì các bạn nhớ giúp tôi, đó chính là cái thằng enzyme vận chuyển là gồm sẽ có cái protein trên màng á, là carnitine, acin chamfora 1 và 2, CBT 1 và 2. Nó sẽ nằm ở màng ngoài và màng trong. Màng ngoài là 1, màng trong là 2. Rồi, cái thứ ba đó chính là quá trình beta oxy hóa, thì nhớ giúp tôi là công thức ha. Mình sẽ có là số acin của A tạo được là N chia 2, số vòng beta oxy hóa là N chia 2 trừ 1. Cứ mỗi vòng như vậy tạo ra một NADH, một FADH2, và từ đó mình sẽ vận dụng cái kiến thức mình đã có để tính toán số năng lượng khi mà beta oxy hóa hoàn toàn một cái chuỗi mặt chẵn bất kỳ. Rồi, về vấn đề điều hòa thì do đây là một giai đoạn của quá trình dị hóa, nó cụ thể hơn đó là giai đoạn 1, cho nên rằng nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng. Cái thứ hai, do bản chất đặc hữu của cái beta oxy hóa, nó sẽ phụ thuộc thêm vào các thành phần chất tham gia, trong đó có hai cái thành phần tham gia mà cực kỳ quan trọng, đó chính là nồng độ của hàng coenzyme A, và cái thứ hai đó chính là enzyme điều hòa chính, đó chính là ACC, đó chính là acin carboxylat ha. Rồi, đó là xong quá trình về thoái hóa. Đối với quá trình mà về tổng hợp axit béo thì á, quá trình tổng hợp thì nó sẽ có điều kiện để tổng hợp. Điều kiện của thoái hóa là gì? Là khi cơ thể cần năng lượng. Thì như vậy cái điều kiện mà để mà tổng hợp là gì? Là khi cơ thể dư thừa về mặt năng lượng. Khi cơ thể dư thừa về mặt năng lượng. Khi cơ thể dư thừa mặt năng lượng ha, và khi các bạn coi cái này các bạn sẽ thấy một cái điều ha, đó chính là cái nguồn carbon để mà tổng hợp nên cái thằng chất béo á, chính là cái thằng mà chuỗi axit béo á, nó là đến từ lucid nha các bạn. Nha các bạn, tôi highlight các bạn lên là đến từ lucid. Do đó cái chế độ ăn của chúng ta, khi chúng ta nói là ta là muốn giảm mỡ, chúng ta bằng cách là hạn chế ăn mỡ sẽ giảm được mỡ, là câu chuyện đó là câu chuyện hoàn toàn sai lầm nha. Hoàn toàn sai lầm, bởi vì cơ thể chúng ta không tổng hợp mỡ từ nguồn chất béo, mà cơ thể chúng ta tổng hợp mỡ từ nguồn glucid là chủ yếu, tức có nghĩa là từ carbohydrate, tức là từ tinh bột là chủ yếu. Các bạn nhớ cái điều này ha. Đó, nếu như các bạn muốn giảm nồng độ axit béo trong cơ thể của chúng ta thì các bạn phải kiêng ăn tinh bột. Ha, cho nên đó là lý do các bạn sẽ thấy tại sao nó lại rất là ngộ nghĩnh là muốn giảm axit béo tại sao mình phải kiêng ăn tinh bột, là bởi vì học sinh hóa mà thấy là gì, nguồn carbon để tổng hợp phần lớn axit béo đó chính là từ nguồn glucid ha. Cho nên là khi câu hỏi gặp trắc nghiệm, bạn nhớ là bạn phải đánh là từ nguồn glucid nha, đừng đánh từ nguồn protein hay là từ nguồn axit béo, các bạn sẽ bị sai ha. Rồi, tiếp theo là các chất tham gia. Thì các chất tham gia nó sẽ gồm có nhiều chất tham gia, thì cái phần này thì các bạn nhớ giúp tôi nè, là khi mà chúng ta thoái hóa, chúng ta sẽ tạo ra NADH, nó sẽ tạo ra NADH ha. Nhưng mà khi tổng hợp thì nó sẽ có thêm một chữ B, thường sẽ là như vậy ha. Thường mà chúng ta tổng hợp một chất nào đó thì nó sẽ thêm chữ B là NADH. Nó tương tự như cái quá trình mà sau bài học về chuyển hóa về cái đường á, con đường HMB á, thì nó cũng là NADH. Thì MADH thường là liên quan tới quá trình tổng hợp một cái chất nào đó. Còn mà thoái hóa để mà tạo ra năng lượng thì thường thường sẽ là NADH mà thôi. Ha, thì đây là một cái tip nhỏ cho các bạn để các bạn học được. Nó sẽ đúng được trong khoảng là 80% các trường hợp diễn ra ha. Rồi, về mà diễn tiến tổng hợp axit béo, nó cũng sẽ có 3 bước. Nó cũng gần như tương tự, đối với quá trình mà thoái hóa axit béo. Đầu tiên là do cái nguồn carbon chủ yếu là từ glucid, cho nên chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cái nguồn chủ yếu thôi, đó là chuyển gluco thành acetin CoA trong bào tương. Cái thứ hai, sau khi mình có acetin CoA rồi, mình sẽ chuyển nó thành một cái dạng tiền chất, để mà mình có thể kéo dài mạch, thì cái dạng tiền chất đó chính là malonin CoA. Và cái cuối cùng là khi mình đã có malonin CoA rồi, mình sẽ sắp xếp các malonin CoA này như thế nào và kéo dài nó như thế nào, thì sẽ dựa vào cái phức hợp kéo dài mạch carbon. Và cái phức hợp kéo dài mạch carbon này, người ta sẽ có một cái tên gọi là acid béo synthase. Được ha, mình cũng chỉ có 3 bước tương tự như quá trình mà thoái hóa mà thôi. Đầu tiên đó là chuyển gluco thành acetin CoA, thì cái này các bạn sẽ được học trong bài đường phân. Và trong bài này tôi sẽ không phải tập trung vào phần của tôi nói, các bạn sẽ học bài đường phân trong quá trình chuyển hóa carbohydrate. Cho nên là phần này tôi sẽ không nói ha, tôi chỉ nói là cái kết quả là từ gluco
tạo ra acid qua, còn tạo như thế nào thì các bạn coi trong bài đường phân ha. Rồi cái dạng thứ hai là sẽ vận chuyển nó như thế nào, thì vấn đề vận chuyển này thì tôi thấy là nó rất là phức tạp và nó thực sự nó cũng không cần thiết cho các bạn trong vấn đề mà bạn mới ban đầu, bạn chỉ cần hiểu phần kết quả thôi. Rồi sau khi mình đã có acid qua rồi thì mình sẽ phải biến nó thành một dạng tiền chất để có khả năng kéo dài mặt, thì lúc này acid qua sẽ được kết hợp với một phân tử CO2 để tạo thành malonin CoA, và phản ứng này được điều hòa bởi cái enzyme mà hồi nãy vô cùng quan trọng tôi nhắc các bạn á, ACC đó, là enzyme này đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo acetin CoA thành malonin CoA ha. Và cái này là một tiền chất nha các bạn, giúp kéo dài mạch carbon của acid béo. Do đó khi các bạn đọc câu hỏi trắc nghiệm, nó là tôi nói rằng là cái tiền chất để kéo dài mạch carbon trong quá trình tổng hợp acid béo là malonin CoA, thì đó là một phát biểu đúng ha. Còn nếu tôi phát biểu rằng cái tiền chất dùng để kéo dài mạch carbon trong quá trình tổng hợp acid béo là acetin CoA thì câu đó là câu sai. Mặc dù đúng nghĩa ban đầu chúng ta cần acid CoA thiệt, nhưng acid CoA không là nói không đủ các bạn. Acid CoA phải được biến đổi thành malonin CoA thông qua enzyme là ACC thì nó mới có khả năng kéo dài mạch ha. Kết quả sản phẩm của giai đoạn trước là acid CoA, nhưng mà để bước vào giai đoạn sau thì chúng ta sẽ phải biến đổi nó một chút thành malonin CoA thì mới có khả năng kéo dài mạch được. Rồi, và đây là cái công thức, cái phương trình để mà diễn ra cái chuyện đó. Thì đây là một bước biến acid qua thành malonin qua, và bước này cũng tiêu tốn năng lượng, và bước này nó tiêu tốn là một phân tử ATP nha các bạn. Rồi sau đó khi mà chúng ta đã có được cái malonin qua rồi, chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp cái malonin qua này vào bên trong một cái phức hợp, và phức hợp này người ta gọi là acid béo sinh tha, và phức hợp này nó cũng sẽ có bốn phản ứng và lặp đi lặp lại để kéo dài mạch, và mỗi lần nó kéo dài mạch nó cũng kéo dài đi hai carbon. Và đây là cái phương trình và cái phản ứng nó đã diễn ra như thế nào, và chính vì nó quá phức tạp cho nên tôi cũng không cần yêu cầu các bạn cần phải nhớ, nhưng có một điểm các bạn cần phải lưu ý cho tôi một chút xíu, đó là cái gì? Các bạn nhìn vào cái số 1 đó các bạn. Cái phức hợp này mặc dù chúng ta nói là malonin qua là cái tiền chất để kéo dài mạch, nhưng mà cái anh mồi đầu cho cái phức hợp này bắt đầu khởi động lại là một anh acetin qua ha, các bạn nhớ ha, là một anh acetin qua, nghĩa là phải có acetin qua nó vào trước, nó mồi đầu cho cái enzyme này nó ready, nó chuẩn bị để mà nó đón tiếp malonin qua. Và kể từ nó ready bước 1 xong rồi thì kể từ sau đó sẽ không cần thêm bất kỳ anh acetin qua nào nữa, mà chỉ gắn thêm malonin qua. Cứ một malonin qua vào là mình kéo dài được 2C, một malonin qua vào là mình kéo dài được 2C. Do đó mình sẽ phải có một cái biểu đồ tóm tắt ở như sau. Nếu như nhu cầu của chúng ta là tổng hợp nên một cái chuỗi carbon dài 16C, dài 16C nha các bạn, thì chúng ta sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu cái ATP và bao nhiêu NADPH ha. Thì chúng ta sẽ có một công thức tính như sau. Như vậy chúng ta sẽ cần tốn một anh acetin CoA màu đầu. Màu đầu nằm ở phía bên trái, ở phía dưới cùng bên trái màu đầu. Như vậy cái đó là tương ứng với 2C. Và mình cần 14C, 14C sẽ tương ứng với 7 anh malonin CoA. Như vậy mình sẽ cần có 7 anh acetin CoA được hoạt hóa thành malonin CoA. Và cứ mỗi lần như vậy mình sẽ tốn một phân tử ATP. Như vậy mình có 7 acetin thành 7 malonin, mình sẽ tốn tổng cộng là 7 ATP ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ có một acetin CoA kết hợp với 7 malonin CoA mà mình cần phải gắn liên tục 7 lần. Thì mỗi lần như vậy mình sẽ tốn 2 NADPH, như vậy mình sẽ tốn 7 dòng như vậy. Và như vậy mình sẽ tốn thêm là 14 NADPH. Và cuối cùng kết quả mình tạo thành, mình sẽ tạo được là một cái chuỗi carbon gồm có 16C. Rồi, ở đây các bạn có câu hỏi nào không? Nó cũng tương tự như là cái trước thôi. Sao em? Em có thắc mắc gì không? Dạ, em nói lại khúc nào em? Dạ, cái khúc mà làm sao ra được 14 ATP dữ. À, cái 14 NADP đúng không? Tại vì cái phương trình này tôi không bắt tụi em phải học.
thật ra phương trình này tôi không bắt tụi em phải học, nhưng mà nếu như tụi em nhìn nè, các em thấy số 5 với số 7 không? Em thấy vị trí số 5, vị trí số 7 không nè? Đó, thì cứ mỗi lần mà mình gắn vào, cứ mỗi lần mà mình gắn vào một cái margin của A tụi em, là mình sẽ phải tiêu tốn, là mình sẽ phải tiêu tốn 2NADBH. Như vậy mình ở đây là mình có 7 malonin của A. Như vậy thì mình hãy gắn tổng cộng 7 lần. Tại vì cái âm màu đầu là anh acin của A rồi tụi em. Acin của A là âm màu đầu. Malonin của A mình đi vào. Như vậy cái phản ứng đầu tiên nghĩa là nối acin của A với malonin của A là từ 2 carbon thành 4 carbon. Đồng ý không nè? Acin của A là âm màu đầu. Âm malonin của A là anh nằm ở phía dưới. Mình gắn lại thì mình có 2 carbon ban đầu. Nối với 2 carbon là thành 4 carbon. Và để nối thành 4 carbon mình sẽ tiêu tốn đi 2NADBH ở phản ứng số 5 và phản ứng số 7. Nhưng mà tôi không cần em nhớ phản ứng, tôi cần em nhớ rằng là tụi em đã tiêu tốn như vậy thôi. Được không? Như vậy bắt đầu mà mình có tổng cộng bao nhiêu malonin qua? Mình có tổng cộng là 7 malonin qua. Sau khi anh malonin qua đầu tiên xong rồi thì còn 6 anh còn lại cũng tương tự như vậy, liên tục cho tới khi xài hết malonin qua. Như vậy mình sẽ tốt 7 lần gắn malonin qua, mà 7 lần gắn mà mỗi lần thì tốn 2, như vậy mình sẽ có là tốn 14 NADB. Được không em? Được rồi ạ. Ừ, rồi, có em thắc mắc gì nữa? Thắc mắc thì hỏi nha tụi em, tại vì cái này mà ví dụ như tụi em không biết, tụi em mà kiểu giống như học chay nhớ chay tụi em sẽ bị quên á. Lúc đó vô sẽ bị lộn xộn sang ngầu á. Dạ thầy ơi, thầy có thể giảng lại cho em cái khúc mà làm sao ra được 16 carbon không ạ? 16 carbon à. Thì bây giờ em coi nha. Bây giờ cái pamethay này là 16 carbon, đồng ý không? Bây giờ tôi đi với em nè. Pamethay này là 16 carbon, đồng ý không? Dạ vâng. Rồi, acetin CoA này là 2 carbon, đồng ý không? Dạ vâng. Rồi, như vậy mình sẽ lấy pamethay trừ cho acetin CoA là 2 carbon màu đầu, là mình còn 14 carbon còn thiếu, đồng ý không? Dạ. 14 carbon còn thiếu đó mà biết mình mỗi lần mình gắn là mình gắn được 2, đồng ý không? Dạ vâng. Như vậy mình cần phải có 7 lần 2, đồng ý không? À dạ rồi, em hiểu rồi. Rồi, được chưa? Ok, đó. Tương tự vậy, tôi nói là có 18C hay có 20C thì cũng tương tự vậy luôn tụi em. Tụi em chỉ cần tốn 2 carbon acin qua màu đầu thôi. Còn lại là tất cả là malonin qua hết. Được không? Dạ được. Rồi. Ok, rồi bạn nào không hiểu cái gì hỏi ha. Rồi, giảng câu hỏi sẽ hỏi các bạn. Hả? Sao em? À. Giảng câu hỏi mà sẽ hỏi các bạn, nếu như ra phần này sẽ hỏi các bạn cái gì? Thí dụ tôi cho các bạn một carbon là 18 hay 20C chẳng hạn. Tôi hỏi rằng là cần bao nhiêu phân tử malonin qua để tổng hợp nên cái mạch carbon này. Thì các bạn sẽ có công thức là lấy số đó chia cho 2 trừ đi 1. À, ví dụ như mình có 16, mình chia cho 2 là 8, trừ đi 1 là trừ đi cái màu đầu, mình sẽ được là 7 malonin qua. Đó là dạng câu hỏi đầu tiên. Chẳng câu hỏi thứ hai tôi sẽ hỏi các bạn đó là quá trình này tiêu tốn bao nhiêu phân tử ATP, cũng là một cách khác của số lượng tính malonin của A thôi. Còn mà hỏi khó hơn chút xíu nữa là sẽ tiêu tốn bao nhiêu NADBH. Thì bạn lấy số malonin của A đó bạn nhân lên cho 2. Thế là xong. Đó là dạng câu hỏi mà tôi sẽ hỏi các bạn. Đồng ý không? Ha, ba dạng câu hỏi sẽ hỏi các bạn xoay quanh cái chuyện này. Mà để cho các bạn phải tính toán một chút xíu. Được không nào? Đây là cái phần tính toán là cuối rồi ha. Gần như là cuối của cái bài này rồi. Còn cái kia là phần còn lại là lý thuyết. Thì lý thuyết tôi sẽ hỏi bạn, tôi hỏi phần nào lắc léo chỗ nào thôi. Còn đây là phần tính toán cuối cùng của bài này rồi. Đó, thì chậm lại một chút xíu và các bạn nghiền ngẫm chút xíu, thắc mắc gì hỏi luôn. Tại vì sau buổi này mình không còn gặp nhau nữa ha. Thì giải thích một cách trực tiếp thì các bạn sẽ nắm bài hơn ha.
Rồi có câu hỏi nào không nào? Dạ thầy ơi. Ừ, nói đi em. Dạ thầy nói lại giùm em trước cái câu mà quá trình melanin tiêu tốn bao nhiêu ATP là câu gì á thầy? À, nếu như mà tôi hỏi em nè ha, tôi hỏi em ví dụ như là cái mạch đây là mạch 16. Tôi hỏi em rằng là để tổng hợp nên một mạch carbon dài 16 carbon mở ngoặc ra là permeate thì sẽ tiêu tốn bao nhiêu phân tử ATP để tạo thành số lượng malonin CoA cần thiết, thì lúc đó em sẽ phải tính toán là em phải cần biết là cứ một malonin CoA tạo thành sẽ tiêu tốn một ATP, như vậy em sẽ phải tính ra số lượng malonin CoA tạo thành là bao nhiêu, thì lúc đó em sẽ lấy công thức là 16 chia cho 2 là bằng 8, nhưng mà mình có một asin CoA ban đầu màu đầu rồi, mình lấy 8 trừ 1 bằng 7. Như vậy em sẽ cần 7 malonin CoA, mà một malonin CoA là tiêu tốn 1 ATP. Như vậy mình sẽ tiêu tốn tổng cộng là 7 ATP. Rồi tôi trả lời cho em như vậy, em đã hiểu được chưa? Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Ừ. Rồi, còn bạn nào chưa hiểu chỗ nào không? Đây là phần tính toán cuối cùng rồi ha, còn cái kia là nó sẽ liên quan tới phần lý thuyết thôi. Phần còn lại của bài này chỉ nói về phần lý thuyết thôi, phần tính toán đây là tới đây thôi. Rồi, như mình ổn mình đi tiếp nha các bạn. Rồi đi ổn đi tiếp ha. Rồi dù mà đi tiếp mà đang đi giữa chừng, hình như các bạn sực nghĩ ra cái chuyện gì đó thì có thể là mở mic lên nói liền ha. Mình sẽ ngừng ngay tại lúc đó, không có gì mình ngại hết ha. Rồi tiếp theo là điều hòa tổng hợp axit béo. Thì cũng tương tự thôi, khi mà quá trình điều hòa của một chất nào đó sẽ dựa vào nhu cầu của cơ thể đối với chất đó. Các bạn nhớ rằng điều kiện tiên quyết đầu tiên của vấn đề tổng hợp axit béo là gì? Là cơ thể dư thừa về mặt năng lượng nha. Nên các bạn nhớ là dư thừa mặt năng lượng, cho nên là nếu như cơ thể không có dư thừa mặt năng lượng thông qua cái gì, các nồng độ của các chất biểu hiện nồng độ của sự dư thừa năng lượng là acin CoA, glucagon, epinephrine hoặc là cạn kiệt năng lượng tế bào thì nó sẽ ức chế, bởi vì muốn tổng hợp thì phải dư thừa và kích hoạt khi mà chúng ta đang bị dư thừa về mặt năng lượng. Và enzyme điều hòa chủ yếu, nhớ giúp cho tôi ha, của cả hai quá trình tổng hợp và thái hóa luôn, đó chính là acin CoA carboxyla, đó chính là ACC. À, cho nên rằng nếu đọc hỏi câu hỏi trắc nghiệm, enzyme đóng vai trò chủ chốt trong quá trình chuyển hóa axit béo, nhớ đánh nghe đáp án ACC được không? Rồi. Còn này là nhắc lại thôi ha, nhắc lại thôi, các bạn nhìn cho các bạn coi thêm ha. Rồi tóm tắt ba bước ha. Các bạn nhìn cho các bạn ba bước ha, đó các bạn nói ra rồi những ý chính tôi đã nói rồi ha, thì tôi không nhắc lại nữa ha. Thì mỗi ý như vậy thì các bạn mình chỉ cần nắm cái slide này và diễn giải được cái slide này, nghĩa là các bạn đã xong phần thoái hóa cũng như tổng hợp axit béo rồi. Chỉ cần nhớ ba bước và ý nghĩa của từng bước và cũng như từng cái technique nhỏ nãy giờ tôi có hướng dẫn trong bài giảng rồi ha. Rồi cái phần tiếp theo, cái phần tiếp theo đó chính là về chuyển hóa chylicerit. À, cái chất tiếp theo mình sẽ học đó là chuyển hóa về chylicerit. Rồi chylicerit thì được tổng hợp chủ yếu ở mô gan và mô mỡ từ các hợp chất trung gian của một cái chất người ta gọi là acid phosphatidic. Acid phosphatidic nghĩa là gì? Tại vì chylicerit bạn nhớ giúp tôi rằng là nó sẽ có hai phần. Một phần là cái khung glycerol và phần còn lại đó chính là ba phân tử acid béo. Acid béo thì mình đã có ở phần trên này, mình đã được học phần trên là tổng hợp và thái hóa acid béo như thế nào. Khi tôi cần acid béo thì tổng hợp nó, và khi tôi không cần tôi thái hóa là năng lượng như thế nào rồi. Vậy thì cái phần còn lại đó là khung glycerol. Nếu như chúng ta có khơi khung glycerol không thì không đủ, mà glycerol nó phải chuẩn bị, nó ready, hay nó phải ready. Thì lúc để mà nó ready đó thì nó cần có một cái số bước khác, và nó cần phải biến hóa thành glycerol 3 phốt phát. Mà để mà có được cái nguồn mà glycerol 3 phốt phát này thì tùy thuộc vào cái mô mà tổng hợp, nó sẽ có những nguồn khác nhau. Thì hai nơi mà tổng hợp nên cái glycerol 3 phốt phát này nổi bật trong cơ thể của chúng ta đó chính là gan và mô mỡ. Thì đối với gan, cái nguồn mà glycerol 3 phốt phát này nó sẽ đến từ hai nguồn nha các bạn. Một là quá trình từ đường phân,
Một là từ quá trình đường phân. Nào, tôi sẽ highlight lên. Ha. Và hai, đó chính là nhờ một loại enzyme người ta gọi là sự phosphorin hóa lycerol nhờ lycerol kina. Là cái này. Rồi. Và chỉ gan mới có, còn mô mỡ hoàn toàn không có lycerol kina, cho nên là gan nó sẽ có hai sự lựa chọn. Một là nó kina hóa cái lycerol thành là lycerol 3 phốt phát. Còn mô mỡ thì nó chỉ có một nguồn duy nhất là từ quá trình đường phân mà thôi. Đây là dạng câu hỏi đầu tiên khi hỏi về chuyển hóa kinesis, đó là sự khác biệt giữa nguồn cung cấp lycerol 3 phốt phát giữa mô gan và mô mỡ. Và cái đặc điểm, cái ngọn nguồn nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này đó là gì? Bởi vì mô mỡ không hề có lycerol kina. Được không? Và cả hai cái mô này nó đều liên hệ mật thiết tới quá trình đường phân để cung cấp cái khung lycerol phát. Ha. Đó, câu hỏi đầu tiên mà tôi có thể hỏi bạn đó là sự khác biệt giữa gan và mô mỡ. Rồi, đây là cái mà cái sơ đồ các phản ứng nó diễn ra, thì tôi thống nhất ngay từ ban đầu, các sơ đồ thì chúng ta sẽ không học. Chúng ta chỉ cần học được cái giá trị ý nghĩa kết quả của hiện tượng sinh học ta quan sát mà thôi. Rồi, về chuyển hóa chylicerip thì chúng ta sẽ có hai trạng thái là trạng thái no và trạng thái đói. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta no thì chúng ta ăn một bữa ăn, và khi chúng ta no thì chúng ta không chỉ đơn thuần ăn mỡ, chúng ta còn ăn những cái khác đi kèm, và trạng thái no nó sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều chất, trong đó có một chất rất là quan trọng cho cơ thể chúng ta, đó chính là đường. Đó chính là đường. Mà chúng ta biết được là gì? Là quá trình tổng hợp chylicerip từ mô gan hoặc là mô mỡ, thì đặc biệt là mô mỡ, thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đường phân. Phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đường phân, thì đường phân đó, từ luco đó, nó mới cung cấp cho chúng ta được cái khung lycerol 3 phốt phát. Do đó, nếu như chúng ta không có đường, nếu chúng ta không có đường, thì chúng ta sẽ không có thể tổng hợp được chất béo. Hiểu nha các bạn. Cho nên là trạng thái no đóng vai trò cực kỳ quan trọng, và nó phụ thuộc vào cái khung lycerol được cung cấp bởi quá trình đường phân. Và khi chúng ta ăn no vào, chúng ta có cyclomicron nữa, tức là con đường quá trình ngoại sinh của lipoprotein. Cyclomicron sẽ đến mô mỡ và nó hoạt hóa ApoC2, sẽ thủy phân chylicerip bởi enzyme LBL và cung cấp axit béo tự do vào trong mô mỡ. Khi vào mô mỡ rồi, tôi có cái khung lycerol phốt phát từ quá trình đường phân gluco, tôi sẽ gắn với các axit béo tự do được cung cấp từ cyclomicron thông qua quá trình thủy phân chylicerit, và tôi sẽ tổng hợp ngược lại chylicerit và dự trữ chylicerit trong tế bào mô mỡ. Rồi, nói tới đây các bạn nào thắc mắc gì không? Dạ thầy nói lại được không thầy? Ok em. Nói lại ha. Rồi mình quay lại cái slide trước một chút xíu ha. Các em nhớ giúp tôi ha. Đó chính là mô mỡ muốn tổng hợp được chylicerit, bắt buộc nó phải phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đường phân. Do đó khi nhắc tới chuyển hóa chylicerit, chúng ta sẽ phải nói tới hai giai đoạn là trạng thái no và trạng thái đói. Trạng thái no thì ngoài cung cấp cái chylicerit, nó sẽ được vận chuyển bởi cyclomicron. Cyclomicron này vận chuyển tới mô mỡ thông qua ApoC2 sẽ hoạt hóa LBL để thủy phân chylicerit cung cấp axit béo tự do vào bên trong mô mỡ. Đó là nguồn cung cấp axit béo. Rồi, ngoài ra luco có trong bữa ăn cũng sẽ được vận chuyển vào bên trong tế bào mô mỡ thông qua điều hòa hoạt động bởi insulin. Thì tại bên trong tế bào mô mỡ này, luco sẽ tham gia quá trình đường phân và tạo thành lycerol 3 phốt phát, và lycerol 3 phốt phát này sẽ kết hợp với axit béo tự do để tổng hợp nên chylicerit. Rồi, em đã nắm được chưa? Đó là ở trạng thái no. Dạ rồi thầy. Ok. Tới trạng thái đói thì khi mà nồng độ insulin trong máu giảm hay nồng độ glucagon ở trong máu tăng báo hiệu tín hiệu rằng cơ thể bị thiếu năng lượng, thì lúc này bên trong tế bào mô mỡ chylicerit sẽ được thủy phân bởi một loại enzyme người ta gọi là hormone sensitive lipase. Nó sẽ thủy phân chylicerit thành
axit béo tự do và khung glycerol. Khung glycerol này sẽ tham gia vào quá trình tân tạo đường. À, tân tạo đường các bạn sẽ coi về carbohydrate, tôi sẽ không nói về phần này. Còn các axit béo tự do này sẽ được di chuyển tới các mô cơ quan cần chất béo và bắt đầu tham gia vào quá trình beta oxy hóa để tạo nên phân tử ATP. Trạng thái đói nó là như vậy. Các bạn hiểu được không? Thầy ơi, trong trong cái đói á, là cái glycerol nó được phân hủy, được thủy phân ra từ triglycerid rồi nó đi đâu nữa? Glycerol nó sẽ tham gia vào quá trình đường phân em, nó sẽ tới những cái cơ quan có khả năng, không phải đường phân nữa mà có thể là đi tới hai chuyện. Một, nếu như cơ thể mình cần gluco, nó sẽ quay ngược lại làm tân tạo đường. Glycerol nó sẽ quay ngược lại để tạo thành gluco. Nó có một con đường đó ha, thì các em coi trong quá trình về quá trình mà tân tạo đường từ glycerol. Hai là nó có thể thủy phân hay là nó làm một chuyện gì đó khác ha, thì em coi lại về phần carbohydrate ha. Bài này mình không có đi sâu vào đó nhưng mà nó có thể quay ngược lại thành gluco và từ gluco nó sẽ thủy phân tạo thành là acid CoA để cung cấp năng lượng. Em hiểu ha? Dạ em cảm ơn thầy. Được ha. Có ai thắc mắc gì nữa không? Đó là trạng thái no và trạng thái đói. Rồi, mình đi tiếp ha. Như vậy, để mà nói tới quá trình chuyển hóa triglycerid, chúng ta cần nhớ điều nào sau đây? Cái điều mà cực kỳ quan trọng cần đầu tiên phải nhớ đó chính là gì? Insulin đóng vai trò điều hòa tổng hợp triglycerid. Các bạn nhớ cái ý này là đầu tiên cho tôi ha. Nồng độ insulin cao, đưa đường vào thì sẽ là tổng hợp. Nồng độ insulin thấp, không có đường thì sẽ thủy phân. Ha, đầu tiên đó là đầu tiên chuyện đó. Cái thứ hai đó là cái gì? Là nếu như chúng ta nói rằng chúng ta muốn giảm mỡ mà bằng việc nhịn ăn thì câu đó là một câu hoàn toàn sai lầm. Hãy nhìn đi, 75% axit béo từ việc phân giải triglycerid từ mô mỡ sẽ được tổng hợp trở lại trả thành triglycerid. Nghĩa là sao? Bởi vì axit béo nó cung cấp rất nhiều năng lượng tụi em. Cấp nhiều năng lượng lắm. Thì phân chút xíu à là nó sẽ dư thừa axit béo, mà dư thừa axit béo mà chỉ cần chúng ta ăn một bữa ăn có carbohydrate vào thôi, nó sẽ làm chuyện gì? Nó sẽ cung cấp tinh bột, và cái khung tinh bột đó ngay lập tức nó sẽ được tổng hợp lại thành cái khung glycerol và từ đó tổng hợp lại axit béo. Cho nên rằng việc nhịn đói để mà giảm mỡ đó là một quyết định hoàn toàn sẽ làm cho tụi em ha, nhớ ha. Và cái nồng độ axit béo trong máu sẽ phản ánh tốc độ của việc phóng thích axit béo từ mô gan mô mỡ như thế nào ha, thì các bạn đã coi là cái phần mà điều hòa giữa cái mô gan mô mỡ rồi ha. Cho nên phần này hỏi các bạn đóng vai trò chủ chốt trong quá trình điều hòa hoạt động của triglycerid, nhớ chọn giúp tôi enzyme là insulin. Cái thứ hai, nếu như tôi nói các bạn rằng là để mà giảm mỡ chúng ta có thể tiến hành nhịn ăn thì các bạn chọn ngay đáp án đó là đáp án sai nhé. Rồi, tiếp theo đó chính là về cái thể keton. À, đây là cái thể keton. Keton nó là cái gì? Thể keton á, đó chính là một cái thể mà khi cơ thể chúng ta có rất là nhiều mô và cơ quan nó sẽ sử dụng gluco làm nguồn năng lượng chính yếu. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nếu như chúng ta không có khả năng sử dụng gluco để làm năng lượng thì một số tế bào sẽ sử dụng nguồn năng lượng thay thế từ keton. Cụ thể, đó chính là những bệnh nhân mắc bệnh lý đái tháo đường. Họ có tình trạng đề kháng insulin. Mà khi họ có tình trạng đề kháng insulin, tức là insulin nó không giúp được các tế bào đó có khả năng nhận gluco vào bên trong tế bào, dẫn tới tình trạng là mặc dù có gluco trong dòng máu, đường huyết bệnh nhân rất cao, nhưng mà bệnh nhân không có sử dụng được đường và tới đây tình trạng là đói đường, đói năng lượng. Thì lúc này cơ thể chúng ta sẽ sử dụng một phương thức khác để cung cấp năng lượng cho các tế bào đó. Là lúc đó cơ thể chúng ta sẽ tổng hợp nên một chất người ta gọi là thể keton. Và cái thể keton này nó có nguồn gốc tổng hợp từ chất là acetyl CoA. Tại một mô thôi, đó chính là tế bào gan.
Nè các bạn nhớ tôi ha, là tế bào gan nó chính là nơi duy nhất tổng hợp nên thể ketone này. Nhưng có một điểm rất là đặc biệt là gan tổng hợp nên thể ketone, nhưng gan không bao giờ sử dụng ketone để làm năng lượng. Các bạn nhớ giúp tôi ha. Và khi ketone này được tổng hợp, nó sẽ di chuyển và đến các tế bào cần sử dụng nguồn năng lượng thay thế từ gluco. Và khi ketone tới vào đó, nó sẽ quay ngược trở lại thành acin CoA để tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng để tạo ra phân tử ATP cho các tế bào đó hoạt động. Ha, các bạn nhớ giúp tôi ha. Và có một câu này các bạn cần phải nhớ nha, đó chính là bình thường không cần phải trong ở tình trạng là đói năng lượng thì khoảng 20% quá trình thoái hóa acetin CoA thì sẽ lại tổng hợp nên cái axit béo oxy hóa này nọ thì nó sẽ tạo thể ketone. Do nên là ngay cả một con người bình thường không mắc bệnh đái tháo đường thì thể ketone vẫn được tạo trong cơ thể của chúng ta. Do đó nếu như các bạn đọc câu hỏi trắc nghiệm, tôi ghi là ketone chỉ được sinh ra ở những bệnh nhân không có khả năng sử dụng đường để tạo năng lượng thì các bạn chọn cái bán đó là bán sai nha. Bởi vì bình thường chúng ta vẫn có tổng hợp ketone nhưng ketone ở một lượng rất là nhỏ ha. Về tính chất hóa học của ketone thì ketone là một phân tử hòa tan được ở trong nước và một số mô có khả năng sử dụng ketone làm năng lượng. Các bạn nhớ giúp tôi ba loại mô là cơ vân, cơ tim và thận. Và ketone trong cơ thể chúng ta nó gồm có tồn tại dưới ba dạng chính là acetone, acetoacetate và 2-hydroxybutyric acid. Ba cái này là các bạn cần phải nhớ ha. Cái slide này bạn nhớ tôi là gì, cái mô có thể sử dụng ketone và thứ hai là ba dạng ketone trong cơ thể. Rồi về quá trình của sự hình thành tạo thể ketone ha, tạo thành tải thể ketone thì các bạn nhớ giúp tôi là ketone được tổng hợp từ chất nền tinh thể tế bào gan và cũng thông qua là ba bước, thông qua là tạo thành ba bước. Và acetoacetat nó giống như là một dạng nếu như mà gọi là chuyển hóa khác của beta hydroxybutyrat, và cơ thể chúng ta sẽ luôn luôn tồn tại dưới hai dạng này với tỷ lệ là 1:1. Còn acetone là một cái chất trơ về mặt hóa học, khi được tạo ra thì nó không có giúp gì trong cơ thể chúng ta hết và nó được thải trừ qua đường là hô hấp và thải ra môi trường bên ngoài, rất trơ về mặt hóa học ha. Và đây là con đường để tổng hợp nên thể ketone. Thì con đường này tôi yêu cầu các bạn nhớ cái gì, các bạn nhớ giúp tôi ha, các bạn nhớ giúp tôi, đó chính là cái enzyme đóng vai trò chủ chốt trong vấn đề điều hòa hoạt động của tổng hợp thể ketone, đó là HMG-CoA synthase. Các bạn nhớ cho tôi cái enzyme này thôi ha. Các bạn nhớ giúp em tôi cái enzyme này trong các ước hợp ketone ha. Thì tôi hỏi các bạn là enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa tổng hợp ketone, các bạn nhớ cho tôi là cái enzyme HMG-CoA synthase. Rồi về cái này, đó chính là cái này là cái phần mà để mô tả các bạn. Thì các bạn nhớ rằng muốn tổng hợp thể ketone chúng ta sẽ tốn hai phân tử acetin CoA, là ý thứ hai bạn cần phải nhớ cho tôi ha. Còn HMG CoA synthase đó là enzyme giúp kiểm soát tốc độ thể ketone, đóng vai trò điều hòa chính ha, điều hòa chính. Còn enzyme dưới thì nó kém quan trọng hơn nên các bạn cũng không cần phải nhớ ha. Rồi khi mà cái thể mà đóng vai trò cực kỳ quan trọng nhất trong cái thể ketone đó chính là thể acetoacetate. À, cái này là acetoacetate. Tại sao nó lại là acetoacetate? Bởi vì acetoacetate này nó có thể khử thành một cái dạng khác là beta hydroxybutyrat. Tuy nhiên cơ thể chúng ta không thể sử dụng được beta hydroxybutyrat để mà chuyển hóa ngược lại thành acin CoA. Do đó dù có bị khử thành beta hydroxybutyrat thì nó phải chuyển ngược lại về acetoacetate. Do đó khi đọc câu hỏi trắc nghiệm, tôi cho các bạn rằng là trong các thể ketone, thể nào đóng vai trò trung tâm của hoạt động chuyển hóa thể ketone, các bạn làm ơn đánh giúp tôi là acetoacetate ha. Mặc dù tỷ lệ của acetoacetate và butyrat trong cơ thể là 1:1, tức có nghĩa là tỷ lệ hóa anh này là ngang nhau trong cơ thể, nhưng anh đóng vai trò chủ chốt trong vấn đề hoạt động chuyển hóa của thể ketone là acetoacetate chứ không phải là beta hydroxybutyrat. Nhớ giúp tôi này ha. Cái này nó hơi lắc léo, mặc dù tỷ lệ giống nhau nhưng mà muốn làm, muốn sử dụng gì cũng phải là acetoacetate cả. Còn anh trơ về mặt hóa học không có làm được chuyện gì hết, đó là anh acetone. Nhớ hai chuyện đó nha.
đó là hai sự khác nhau, đó là hai dạng câu hỏi khác nhau nha các bạn ha. Rồi cái này nhắc lại về cái phần hồi nãy tôi đã nói thôi. Rồi về sử dụng thể keton ha, về sử dụng thể keton làm năng lượng thì nguyên nhân mà cái mô gan á, nguyên nhân cái mô gan nó có khả năng tổng hợp keton nhưng nó không có khả năng để mà chuyển hóa keton tạo thành năng lượng, bởi vì mô gan nó không có một loại enzyme để giúp chuyển acetoacetat thành dạng hoạt hóa, thì cái enzyme đó là acetoacetat của Chanfora. Cái này là cái bạn cần phải nhớ, bạn cần phải nhớ ha. Các bạn cần phải nhớ là các bạn chỉ cần, thực ra thì tôi sẽ hỏi các bạn đơn giản hơn rất là nhiều. Tôi hỏi là lý do vì sao mà gan tổng hợp được nhưng không có thể chuyển hóa được, thì lý do là do gan bị thiếu một loại enzyme có khả năng chuyển hóa thể keton là acetoacetat là được rồi. Còn cái này là nếu như các bạn nhớ được cụ thể tên enzyme đó là gì thì nó là tốt hơn. Còn khi tôi hỏi tôi cũng không có đưa ra cái tên, mà nếu như đưa ra cái tên thì cái tên đó sẽ là cái tên đúng, bạn yên tâm ha. Gan là nơi tổng hợp nhưng nó không sử dụng bởi vì nó thiếu enzyme thôi, chứ không có một lý do gì cao siêu cả ha. Rồi mấy cái này là chỉ là mô tả thêm thì các bạn bạn về nhà đọc thêm thôi ha. Những ý chính thì tôi đã nói cho các bạn rồi ha. Các bạn coi nè, dù là dự trữ dưới dạng nào đi chăng nữa, nếu như bạn dự trữ dưới dạng là beta hydroxybutyrat thì phải quay ngược trở lại thành acetoacetat, và từ acetoacetat này có một loại enzyme thì nó biến đổi thành acetoacetin CoA, và từ acetoacetin CoA nó mới cắt ra để tạo thành phân tử acetin CoA, và từ acetin CoA này mới tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng ha. Cho nên là hoạt chất đóng vai trò trung tâm, nhắc đi nhắc lại, hoạt chất đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa thể aceton. Chọn giúp tôi là acetoacetat nha các bạn. Rồi, các bạn có thắc mắc gì phần thể keton không? Bài ngày hôm nay tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn ba chất thôi, axit béo, triglyceride và thể keton. Còn trong sách còn rất nhiều chất khác nữa, thôi về nhà đọc thêm cho giỏi ha. Về nhà đọc thêm cho giỏi ha. Còn khi hỏi thi tôi sẽ hỏi bài tập trung và ba phần mà tôi hướng dẫn các bạn thôi. Và tôi nghĩ là lượng kiến thức nó cũng tương đối là nhiều rồi. Thì các bạn chỉ cần nắm chính yếu như vậy thì đã đủ cho các bạn có một cái khái niệm gì đó về hóa sinh, đặc biệt là hóa sinh về lipid. Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Rồi vừa suy nghĩ thắc mắc ha, thì vừa làm một số câu hỏi để xem rồi review lại bài ngày hôm nay ha. Rồi. Có nãy bạn lỗi gì nhỉ? À, cô D thầy. Rồi, hoàn toàn chính xác ha, hoàn toàn chính xác. Rồi, có đây mình lửa gì nha. Dạ thầy là aceton. Đúng, chính xác nha. Đó, nhưng mà câu này tôi đổi lại là đóng vai trò trung tâm thì chọn đáp án nào nha. Thầy là A. A, chọn A, rồi chính xác ha. Rồi, câu này. Dạ, 7 là... Rồi, đó, được không? Dạng câu hỏi rõ ràng ha. Rồi, sắp tới các bạn sẽ thi giữa đợt 1 thì tôi sẽ ra khoảng 10 câu hỏi trắc nghiệm hoặc là điền quyết. Điền quyết là điền cái gì? Điền quyết tôi nói rẳng luôn, đề tôi ra cho các bạn, các bạn về nhà ôn tập là điền quyết vào các bảng của các bước quá trình dị hóa, các phần bài tập lượng giá, cuối bài của chuyển hóa năng lượng, nhớ không? Các bạn bài tập đó chưa? Chưa làm thì làm ha. Tôi sẽ hỏi các bạn trên các bảng đó, tôi sẽ đục lỗ cho các bạn để các bạn làm. Đó là ý thứ nhất. Rồi, điền quyết sẽ điền khoảng vài câu, và câu hỏi trắc nghiệm tôi sẽ hỏi các bạn tập trung vào hai bài. Không, tôi sẽ hỏi hết cả những gì đó diễn ra thôi, nhưng mà sẽ tập trung vào phần là xúc tác sinh học, một số cái loại enzyme ha, và hỏi bạn một vài câu nhỏ nhỏ giống như là các những câu trắc nghiệm của bài của phần lipid này. Đó là về phần thi giữa đợt một thì tôi chiếm khoảng 50%, cô Mai Thảo chiếm 50%. Được không? Mình sẽ có 10 câu trắc nghiệm và điền quyết, thì phần tôi ra gì tôi nói rẳng với các bạn luôn ha. Rồi có thắc mắc gì không? Vậy khoảng cụ thể là khi nào kiểm tra vậy thầy? Tôi không biết, cô Mai Thảo chỉ nói là tôi gửi đề thôi.
tôi gửi đề trước ngày 20 tháng 5 thôi. Rồi sau đó các bạn hỏi cô Mai Thảo chính xác ngày giờ thi kiểm tra nha. Tôi chỉ gửi đề thôi, còn thời gian tổ chức thi thì hỏi cô Mai Thảo ha. Dạ, anh cảm ơn. Dạ thầy ơi, thầy nhắc lại cho em là bài tập lượng giá của buổi học đầu tiên hôm đó. Dạ, cảm ơn. Buổi học đầu tiên trong cái bài là chuyển hóa năng lượng, tôi có bài tập cho các bạn về nhạc bạn tự làm á, tên giai đoạn, tên chất sản phẩm tạo thành, thì tôi sẽ cho bạn một cái gì đó, sau đó tôi đục lỗ là các bạn lựa. Rồi sau thầy vài câu hỏi trắc nghiệm. Rồi nếu như mà tôi làm biến hóa tâm trạng bạn 10 câu hỏi trắc nghiệm luôn cũng được, nhưng mà sẽ hỏi khu trú trong cái phần đó, được không? Mình thống nhất với nhau ha, nói rõ tôi ra phần nào cho các bạn luôn để các bạn dễ ôn tập ha. Rồi, có thắc mắc gì không nè? Thầy cho em có lại câu 1 được không thầy? Rồi, ok. Rồi, các bạn nào thắc mắc gì không nè? Mình còn gặp nhau bữa nay thôi. Rồi ha, thì tôi quay lại về phần email ha, thì tôi sẽ gửi bài giảng của các bạn qua đường email ha, cho các bạn và các bạn tiện ôn tập ha. Rồi trong quá trình các bạn học, các bạn thắc mắc cái gì thì các bạn liên hệ với tôi qua đường email ha, thì tôi sẽ tranh thủ tôi sẽ gửi phản hồi cho các bạn để mà giải thích bài giảng cho các bạn một cách sớm nhất có thể ha. Rồi nếu như các bạn không còn câu hỏi nào nữa thì thôi mình có thể nghỉ ở ngày hôm nay ha. Rồi, chúc các bạn học tốt ha.